Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 63. Bạch Thiếu Đình không ngờ, trong thời khắc quan trọng người cứu mình lại là Tạ Hồng Mai. Ánh mắt của anh ta vô cùng phức tạp, nắm đấm của Tần Lâm ở ngay trước mặt anh ta, nếu như Tạ Hồng Mai không kịp thời ngăn lại, anh ta biết mình không chịu nổi một quyền kia. Sắc mặt Bạch Thiếu Đình tái mét, nuốt nước bọt, cả người sững sờ ngay tại chỗ, không dám động đậy. Bởi vì anh ta sợ mình mà động đậy, Tần Lâm sẽ đấm anh ta chết ngay tại chỗ. Nỗi sợ hiển hiện trên khuôn mặt của anh ta, khuôn mặt hơi co giật, đây là lúc anh ta mất mặt nhất cả đời này. Bởi vì khi đối mặt với cái chết, anh ta thật sự sợ đến mức xón ra quần. Hắn đáng chết. Tần Lâm trầm giọng nói, anh vốn định xử luôn cái mạng này của Bạch Thiếu Đình, có điều sự xuất hiện của Tạ Hồng Mai khiến anh phải thu nắm đấm lại. Tạ Hồng Mai lắc đầu nói, trong lòng mắt mang theo vẻ cầu xin. Xin lỗi, Tiểu Lâm, em biết anh ta đáng chết nhưng anh không được giết anh ta, anh mà giết anh ta thì cả nhà họ Tạ sẽ chết theo. Tần Lâm trầm ngâm, mãi không nói gì. Anh biết lời Tạ Hồng Mai nói là thật, anh mà giết Bạch Thiếu Đình, cả nhà họ Tạ cũng sẽ bị giết theo, nhà họ Bạch nhất định không cho qua chuyện này, mặc dù anh không biết thập đại gia tộc thủ đô mạnh đến đâu, nhưng ít nhất nhà họ Tạ họ cũng không có năng lực trả đòn, nếu không người nhà họ Tạ sao có thể kính nể Bạch Thiếu Đình đến vậy. Còn không mau cút, Tần Lâm trầm giọng nói, sắc mặt Bạch Thiếu Đình thay đổi, nhanh chóng lùi về sau, rồi chạy đi. Lúc này, trong ánh mắt của Bạch Thiếu Đình vô cùng âm u. Món nợ này, tao sớm muộn gì cũng phải trả. Bạch Thiếu Đình hung ác nói, rời khỏi nhà họ Tạ như chó mất nhà. Người nhà họ Tạ thở phào nhẹ nhõm, nếu như Bạch Thiếu Đình chết ở đây, nhà họ Tạ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, nhưng bây giờ Bạch Thiếu Đình chật vật bỏ chạy. Nhà họ Tạ sợ sẽ bị Bạch Thiếu Đình trả thù, lửa giận của nhà họ Bạch không phải thứ người nhà họ Tạ chịu nổi. Xin lỗi Tiểu Lâm, em thực sự không phải không nỡ giết anh ta, mà đây là vì nhà họ Tạ. Tạ Hồng Mai nói nhỏ, trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp, bây giờ người khó chịu nhất chính là cô ấy, cô bị kẹp ở giữa Tần Lâm, nhà họ Bạch và nhà họ Tạ, vô cùng khó xử. Không sao, anh biết rồi. Tần Lâm gật đầu, nhưng anh vẫn luôn canh canh trong lòng. Cho dù không phải vì Bạch Thiếu Đình nhưng chung quy cô vẫn chặn trước mặt anh. Anh đi trước, đợi em xử lý xong chuyện nhà họ Tạ thì lại đến tìm anh. Tần Lâm nói xong liền rời nhà họ Tạ. Đàn ông là loại động vật đa sầu đa cảm, Tần Lâm cũng không phải ngoại lệ, anh không phải không tin Tạ Hồng Mai, chỉ là không thể chấp nhận kết quả này. Trong lòng Tạ Hồng Mai hơi chua xót, người khó xử nhất vẫn là cô. Trong mắt Tần Lâm lộ ra vẻ thất vọng. Đó là nỗi đả kích lớn với Tạ Hồng Mai, cô biết trong mắt Tần Lâm mình vẫn chưa đạt đến hình dáng hoàn mỹ nhất. Mình và Bạch Thiếu Đình đã sớm kết thúc rồi, nhưng anh ta lại xuất hiện khiến Tần Lâm rơi vào thế bị động, điều này Tạ Hồng Mai không thể nào thay đổi được. Tạ Hồng Mai lầm bầm nói. Xin lỗi, Tiểu Lâm, em không nên để anh thất vọng. Sau khi rời khỏi nhà họ Tạ, Tần Lâm liền đến nhà tù Tần Thành, anh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mang được vật tổ tận thế về. Có điều tiếp theo nên làm thế nào anh cũng không biết. Tần Lâm cần bố mình cho anh lời giải thích hợp lý. Bầu trời vẫn xanh thẳm như cũ, Tần Lâm lại quay lại nơi này, có điều lần này, trong nhà tù Tần Thành, anh không nhìn thấy bố mà là một người khác. Đó là một người đàn ông trung niên đeo kính râm, bóng lưng của ông ta cũng mạnh như bố anh vậy. Người đàn ông trung niên nghiêng mặt, ông ta đeo kính râm, nhìn về phía Tần Lâm, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhạt. Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử mà, không ngờ nhiệm vụ năm đó ngay cả ông ta cũng không thể hoàn thành mà cậu lại có thể làm được. Tần Lâm nhướng mày, bây giờ điều duy nhất anh tò mò là sao bố anh lại biến mất, còn người này là ai? Ông là ai? Người đàn ông trung niên cười ha ha mà nói. Nơi này do tôi quản. Trái tim Tần Lâm như chợt mất một nhịp, mặt mày biến sắc, không người này lại cai quản nhà tù Tần Thành. Cũng có thể nói cả nhà tù Tần Thành đều do ông ta quản lý, ông ta chính là ngục trưởng. Khí thế kinh khủng được tùy ý thả ra, Tần Lâm luôn cảm thấy người này không đơn giản, thực lực chưa chắc yếu hơn bố anh, mà ông ta còn là ngục trưởng của nhà tù Tần Thành, điều này cũng khiến anh sợ hãi. Sự xuất hiện của ông ta, sự biến mất của bố, giữa hai người này có quan hệ gì vậy? Đây có thể là lý do ông ta đến gặp anh. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Chắc cậu đang có nhiều câu hỏi, tại sao tôi lại ở đây, còn bố cậu đi đâu rồi? Không nói gì chính là tự nhận,
nhớ lấy, tôi tên là Thương Lộc, bố cậu đã rời khỏi thủ đô rồi, bây giờ chắc cũng đến chỗ kia rồi. Nếu như ông ta có thể nhìn thấy cậu quay về chắc ông ta vui lắm. Trong ánh mắt của Thương Lộc đầy vẻ cảm thán, khi nhìn về phía Tần Lâm, ông ta như muốn dụ dỗ anh vậy. Mắt Tần Lâm lạnh lẽo, sáng quắc lên, anh nhìn về phía Thương Lộc. Tôi chỉ muốn biết bố tôi đi đâu rồi. Thương Lộc cười nói. Cậu đắc tội nhà họ Bạch, bây giờ ở thủ đô đang nổi lên sóng gió, cậu nghĩ thập đại gia tộc của thủ đô dễ bắt nạt sao? Cậu nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Ánh mắt của anh kiên định vô cùng, bất động như núi nhìn về phía Thương Lộc. Vậy thì sao, đó là người tôi thích, ai dám cản tôi giết kẻ đó. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Lúc này ánh mắt của Thương Lộc vô cùng phức tạp, bởi vì dường như ông ta nhìn thấy một Tần Chỉ thứ hai. Tần Lâm chắc chắn không phải người chịu nghe lệnh của ông ta, cho dù là vì quốc gia, anh cũng chưa chắc sẽ nghe, bởi vì bạn sẽ không bao giờ chạm được đến trái tim của loại người này. Mặc dù anh còn trẻ nhưng sự hung ác trong xương cốt của anh khiến Thương Lộc cũng không dám khinh thường, điều này giống y hệt Tần Chỉ năm xưa. Khí thế này như một loại hào khí sông trời, cho dù là ai, là chuyện gì, anh cũng coi khinh. Tôi thích tôi làm, ai dám cản? Đúng, chính là loại khí thế này. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con cái của chuột sẽ biết đào hang, cổ nhân nói cấm có sai, bản tính hung ác trong người Tần Lâm chắc chắn là do di truyền. Khi Tần Chỉ rời đi cũng từng nói với ông ta, đừng tính kế con trai ông, nếu không ông sẽ khiến ông ta hối hận. Không biết đây là để cảnh cáo Thương Lộc hay là tự tin về Tần Lâm, nói tóm lại, mình có thể ngồi ở đây thì nhất định sẽ nghĩ được đối sách vẹn toàn. Trần Chỉ thực sự được bảo vệ quá rồi. Nhưng cũng vì ông gây nhiều họa quá, ông không phải người trong hệ thống Hoa Hạ, không phục tùng sự quản lý của bất kỳ ai, như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký vậy, chạy khỏi tam giới không nằm trong ngũ hành. Có khí thế, nhưng cậu chỉ có một người, người ta là cả một đám đại gia tộc, một mình thì khó đối phó lắm nhóc, ha ha ha. Làm người thì nên có chừng mực, nhà họ Bạch đâu phải loại dễ dây, cậu nhất định phải cẩn thận, ngay cả tôi cũng không dám bảo đảm cao thủ bảng rồng có ra tay không. Cậu có thể về từ núi Côn Luân chứng minh thực lực của cậu không hề yếu, nhưng làm người thì phải biết điều, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nói đến đây thôi, những gì nên nói tôi cũng nói hết rồi, bây giờ trở lại chuyện chính. Vẻ mặt Thương Lộc nghiêm túc hẳn, ông ta lạnh lùng nhìn Tần Lâm. Thương Lộc nói, cho dù cậu có thừa nhận hay không, bây giờ cậu cũng bị cuốn vào cuộc đại chiến nền văn minh nhân loại rồi, bố cậu năm đó cũng vậy, bây giờ cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Kể từ lần trước khi cậu đặt chân đến nhà tù Tần Thành, tôi đã biết cậu nhất định sẽ không thể rời khỏi. Thương Lộc cảm thán nói. Nền văn minh Atlantis, tòa thánh Vatican, chắc cậu đều gặp qua những thế lực lớn mạnh này rồi nhỉ, bây giờ điều quan trọng nhất là cậu có thể sinh tồn được giữa bọn họ không? 20 năm chỉ như thời gian của một cú búng tay, nhưng bố cậu đã không còn lựa chọn nữa rồi. 20 năm không ngắn cũng không dài. Đặc biệt là ở trong dòng chảy dài đằng đẵng của lịch sử, nó cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc thôi, chúng ta có thể sống được cùng lắm trăm năm thôi, nhưng có những thứ tồn tại cả ngàn cả vạn năm. Nền văn minh của nhân loại tiến bộ đến bước này phải trải qua cả nghìn năm lịch sử, đương nhiên cái tôi muốn nói là sự tiến hóa của nền văn minh nhân loại nhân văn cũng rất dài. Có nhiều chuyện cậu không thể hiểu được, nó càng không phải những điều mà những người dân bình dị, sống một cuộc hạnh phúc giản đơn có thể hiểu được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Làm gì có chuyện cuộc sống mãi mãi tươi đẹp, chẳng qua có người thay cậu mang gánh nặng đi trước mà thôi, đời trước như vậy, chúng ta như vậy. Nền văn minh nhân loại là kết quả của sự phát triển của lịch sử, cũng là sự bắt đầu của thời đại văn minh, trong hiểu biết của chúng ta, chỉ có nền văn minh nhân loại mới là thứ đứng đầu lịch sử, nhưng sự thật đâu phải vậy, nhiều kẻ mạnh vẫn luôn len lỏi trong bóng tối. So với thế giới, Hoa Hạ rất nhỏ bé. So với vũ trụ, trái đất chỉ là hạt cát. Cậu phải hiểu, trái đất nơi chúng ta sinh sống đã có tuổi đời lên đến cả tỷ năm, không thể nào chỉ có mình nền văn minh nhân loại của trái đất tồn tại, còn có rất nhiều nền văn minh khác mà con người không biết đến. Lời Thương Lộc khiến Tần Lâm phải chú ý, trước đây anh chưa từng nghiên cứu qua những thứ này, nhưng từ sau khi tiếp xúc với Atlantis, anh cũng dần hiểu, thế giới này mãi mãi không đơn giản như mình tưởng tượng, có quá nhiều thế lực rắc rối phức tạp. Trông thì có vẻ thế giới bình yên lắm, nhưng thực tế nó đang ngầm rung chuyển. Sự xuất hiện của Atlantis đã làm mới tầm hiểu biết của Tần Lâm, thứ lúc trước bố nói cho anh biết chỉ có hạt,
anh có thể hiểu được rất ít, sự phát triển của nền văn minh nhân loại đã gần đạt đến độ hoàn mỹ, lúc này đang trên đà phát triển mạnh, nhưng lại bị người Atlantis coi thường, sự tranh đấu giữa hai nền văn minh khiến cho thế giới càng ngày càng phức tạp. Tần Lâm cũng không ngờ, một con người bé nhỏ như mình lúc này lại nằm trong tâm bão cuộc chiến giữa những nền văn minh. Lúc này anh không thể tự mình quyết định được điều gì. Có một câu này rất hay, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, nói chung là như vậy, mặc dù anh chưa chuẩn bị tốt nhưng từ khi bố bảo anh đến núi Côn Luân, anh cũng coi như đã âm thầm nhập cuộc. Chấm. Chuyện đề cử, gió ấm không bằng anh thâm tình. Không còn lựa chọn nào khác, càng không còn cơ hội để anh thay đổi. Sự thật về Atlantis đã đặt ngay trước mắt, sự xuất hiện của nền văn minh này khiến Tần Lâm bối rối. Tần Lâm nhíu mày nói nhỏ. Nói cách khác, chúng ta phải tiêu diệt Atlantis sao? Sự giao thoa giữa những nền văn minh chưa chắc dẫn đến hủy diệt, cũng có thể là một sự dung hợp, tôi lại càng thiên về lựa chọn giao hòa hai nền văn minh, cuối cùng đạt đến cuộc sống cộng sinh, chung sống trong hòa bình. Nhưng rõ ràng là thế giới này không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Lòng sông luôn hướng về ánh trăng, cớ sao ánh trăng lại chiếu vào kênh rạch. Chúng ta hy vọng có thể cùng phát triển với các nền văn minh khác. Nhưng Atlantis lại không nghĩ như vậy, hoặc nói cách khác những nền văn minh này đều không nghĩ như vậy. Thương Lộc khẽ mỉm cười, nụ cười trên môi đem theo ý nghĩa sâu xa khiến cho Tần Lâm không khỏi tò mò. Bởi vì đây là lĩnh vực anh chưa bao giờ tiếp xúc, nền văn minh nhân loại chẳng qua chỉ là hạt cát nhỏ bé. Chẳng nhẽ trên địa cầu không chỉ có một nền văn minh sao? Ông nói mấy thứ này có ý nghĩa gì? Lời của Thương Lộc khiến Tần Lâm ngày càng khó hiểu, chẳng nhẽ Atlantis không phải đối thủ cuối cùng của họ sao? Thương Lộc tiếp tục nói. Cậu nghĩ đơn giản quá, trái đất tồn tại cả mấy tỷ năm, cậu nghĩ nền văn minh nhân loại 5.000 năm có thể đại diện cho cả chiều dài lịch sử của trái đất chắc? Atlantis chẳng qua chỉ là một bức ảnh thu nhỏ của rất nhiều nền văn minh trong lịch sử thôi. Bọn họ cách chúng ta gần 1.000 năm lịch sử, hơn nữa trước đây chúng ta phát hiện ra những nền văn minh chưa từng biết đến, nó khác biệt nhiều so với nền văn minh hiện tại của trái đất, hơn nữa có thể sẽ là sự đả kích chí mạng. Cho nên chúng ta phải phòng bị, cậu cho rằng đối thủ của chúng ta chỉ có một nhưng tôi nói cho cậu biết có ít nhất ba, mà có thể nói trong lịch sử các nền văn minh nhân loại không có bí mật gì mấy. Còn Atlantis có thể xưng bá thế giới, có địa vị ngang với chúng ta, cậu nghĩ những nền văn minh khác liệu có tồn tại không? Trách nhiệm của chúng ta không chỉ là bảo vệ Hoa Hạ mà còn là bảo vệ sự phát triển nền văn minh của con người. Thực lực của cậu rất mạnh nên cậu có thể tiếp xúc với những thứ này, nhưng nhiều người thực lực kém, căn bản không tiếp xúc được. Cho dù có là cao thủ bảng hổ cũng không có tư cách biết những điều này, đối với thế giới này bọn họ vẫn lơ mơ lắm. Chỉ khi đứng trên đỉnh kim tự tháp cậu mới có thể có quyền lợi này. Tần Lâm không khỏi mỉm cười. Ông đang khen tôi hả? Tôi có thể hiểu sao? Theo những gì ông nói, bây giờ chẳng phải chúng ta đang đối mặt với đầy rẫy hiểm nguy sao? Thương Lộc cười nói. Cậu nghĩ sao? Nếu không cậu nghĩ Lầu Năm Góc đang nghiên cứu gì? Thiên phạt của Hoa Hạ chúng ta đang nghiên cứu cái gì? Phòng trước tính sau vẫn luôn là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Atlantis đủ thông minh để có thể xưng bá ở thế giới dưới đáy biển, sức mạnh công nghệ của chúng ta ở thời điểm hiện tại không thể nào đánh nhau với bọn họ dưới cả chục nghìn mét dưới đáy biển đâu, vậy nên nền văn minh nhân loại mới có quan hệ cộng sinh với bọn họ, nếu không dùng máy bay ném bom mấy phút là giải quyết xong vấn đề sao? Thứ cậu có thể hiểu chỉ là hạt cát thôi, thứ tôi có thể nói cho cậu biết không nhiều. Tôi chỉ có thể dặn cậu. Bây giờ ngoài nền văn minh nhân loại ra còn có ba nền văn minh lịch sử lớn cùng tồn tại trên thế giới, Atlantis là một, còn văn minh Maya cũng được coi là kim tự tháp của nền văn minh, cuối cùng chính là nền văn minh tam tinh đôi xuất hiện ở Hoa Hạ. Tần Lâm nhíu mày, trong lòng như nổi lên bão giông. Nền văn minh Atlantis, nền văn minh Maya, nền văn minh tam tinh đôi, đây đều là những nền văn minh khiến nhiều người hiếu kỳ. Nhưng cho dù là công nghệ kỹ thuật thời hiện đại hay những điển tích của quá khứ, chúng ta cũng không hiểu biết nhiều về nó cũng không để lại quá nhiều vết tích, không ai biết, bọn họ rốt cuộc xuất hiện ở thời đại nào, làm những chuyện kinh thiên động địa gì. Sự xuất hiện của Atlantis đã khiến Tần Lâm kinh ngạc, nhưng bây giờ không ai biết nền văn minh Maya và nền văn minh tam tinh đôi rốt cuộc có thể thay đổi thế giới không. Nền văn minh tam tinh đôi và nền văn minh Maya là thứ Tần Lâm không hiểu nổi. Còn về bọn họ tồn tại như thế nào, hay là có công nghệ kỹ thuật gì,
hai điều này luôn khiến chúng ta canh cánh trong lòng. Lời của Thương Lộc chỉ dẫn cho Tần Lâm nhiều điều, nhưng thứ anh có thể hiểu được cực kỳ nhỏ. Có thể nói, thế giới này quá lớn, lớn đến mức anh không thể nào đoán được. Sự xuất hiện của mỗi nền văn minh, hưng suy vinh thịnh đều có đạo lý, cho dù nhiều năm trôi qua, bọn họ vẫn có thể tồn tại, bọn họ chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta, cho dù cậu có thừa nhận hay không, chúng ta giỏi, bọn họ cũng vậy, cả hai bên đều chỉ có một mục đích, đó là khiến cho nền văn minh của mình ngày càng phát triển. Nhưng như tôi đã nói, bọn họ đã trở thành quá khứ rồi, còn nền văn minh của chúng ta mới là người làm chủ, mâu thuẫn ắt sẽ nảy sinh. Tần Lâm nói. Vậy nên nền văn minh của bọn họ vẫn luôn muốn thống trị địa cầu, từ lần đầu tiên tôi gặp người Atlantis, tôi đã biết rồi. Giữa những nền văn minh không có đúng sai, bọn họ có cái lý của họ, chúng ta có cái chúng ta muốn bảo vệ. Nền văn minh của bọn họ đã không còn tồn tại từ lâu rồi, còn nền văn minh của chúng ta vẫn đang phát triển, không có chính nghĩ hay tà ác, chỉ có phát triển và suy tàn. Bọn họ vì tín ngưỡng của họ, chúng ta là vì sự trường tồn của nền văn minh của nhân loại. Những lời này của Thương Lộc khiến Tần Lâm dao động, đúng là như vậy, sự xuất hiện của Atlantis đã dự báo trước việc nền văn minh Maya và nền văn minh Tam Tinh Đôi sẽ không bó tay chịu trói, ngồi không chờ chết, bọn họ sẽ cần nhiều thời gian hơn để chứng minh bản thân. Mâu thuẫn giữa những nền văn minh sẽ bộc phát, mà bố mình vác trên lưng cuộc chiến của những nền văn minh, đây là để bảo vệ Hoa Hạ, cũng là sứ mệnh bảo vệ nhân loại, vậy nên ông mới không thể tự quyết định được cuộc đời mình. Lúc này Tần Lâm dường như đồng cảm với bố mình, nhưng nhiều hơn đó là sự sùng bái, những gì ông làm đều vì bọn họ, đều vì gia đình, bố mới là anh hùng thật sự. Còn về việc tại sao Thương Lộc chọn anh, chắc là vì anh mạnh chăng, còn cả việc tiếp tục sứ mệnh là vì anh là con trai Tần Trì. Thương Lộc nghiêm nghị nói, bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta, muốn chiếm lấy trái đất, nhưng đây là điều không thể, chúng ta mới là kẻ thống trị thật sự. Vật đổi sao rời. Nền văn minh của họ, thời đại của họ đã qua lâu rồi, mà bọn họ vẫn còn sống trong những hồi ức kia, đây là sự uy hiếp vô hình với chúng ta. Nền văn minh của họ lâu đời hơn mấy thế kỷ, thậm chí đã trải qua bao cơ hội để lột xác, nên chúng ta không thể khinh thường họ. Nền khoa học kỹ thuật của họ, sự vĩ đại của họ là thứ không thể phủ nhận. Nhưng chỉ có một nền văn minh được tiếp tục phát triển, chỉ có một mà thôi. Nếu như chúng ta thất bại, người ngã xuống sẽ là người thân của chúng ta. Gia đình của chúng ta, nền văn minh của chúng ta sẽ bị phá hủy, thời đại của chúng ta sẽ chấm hết, mà cái chết cũng chỉ là kết cục tốt nhất mà thôi, thậm chí có khả năng chúng ta sẽ rơi vào kiếp nô lệ ngàn đời, trở thành vật hy sinh của những nền văn minh khác. Vận mệnh này là thứ chúng ta phải tranh đoạt. Vẻ mặt của Thương Lộc vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa trận chiến của chúng ta đã có lịch sử cả trăm cả nghìn năm, từ sau thời đại Atlantis sụp đổ đến thời hiện nay, nó vẫn luôn tồn tại. Chúng ta và họ luôn là hai phe đối lập nhưng nền văn minh nhân loại vẫn là bá chủ tuyệt đối của thời đại. Vì con cháu đời sau, vì sự kéo dài của nền văn minh, đây là trận chiến mà tổ tiên của chúng ta đã hy sinh quá nhiều. Những lời này của Thương Lộc khiến Tần Lâm không khỏi đấu tranh tư tưởng. Mục đích của ông ta chỉ có một, đó là để Tần Lâm gia nhập bọn họ, để Tần Lâm trở thành điểm giao nhau giữa nền văn minh nhân loại và lịch sử của các nền văn minh, trở thành người dẫn đường của thời đại. Có người sống. Ắt sẽ có người chết, mà nền văn minh nhân loại cũng không tránh khỏi kết cục như vậy. Trong bốn nền văn minh lớn, chỉ một cái được giữ lại, đây mới là sự vận hành của dòng chảy lịch sử, điều này không cần hoài nghi. Tần Lâm hiểu rõ, mình là người của thời đại này nên không thế nào thoát khỏi thứ trách nhiệm này, thịnh suy vinh nhục của nền văn minh nhân loại, anh không thể đổ thứ trách nhiệm này cho người khác. Kẻ mạnh đương nhiên có vinh dự của kẻ mạnh, mà anh không dám phụ sự nỗ lực của bố. Chắc cậu hiểu rõ điều này, nơi nào có người nơi đó có giang sơn, mà nơi nào có giang sơn nơi đó ắt có chém giết. Lời Thương Lộc nặng trịch như đao. Mà cách tốt nhất để giảm bớt chém giết đó là thống nhất các nền văn minh. Thời đại này mới là ánh sáng của nền văn minh nhân loại chúng ta. Tần Lâm gật đầu, mãi không bình tĩnh lại được, có vẻ như bên dưới nền văn minh nhân loại hòa bình là vô vàn nguy hiểm rình rầm, anh không có cách nào thoái lui. Bởi vì lúc này đã nhập cuộc thì không còn lựa chọn nào khác. Nữ nhi tình trường đều sẽ ràng buộc của anh, mà quá nhiều ràng buộc sẽ bó buộc tay chân anh. Mẹ, Linh Linh, con mong hai người sẽ đợi con trong thế giới ấm áp này. Còn con nhất định sẽ gánh trọng trách mà tiến lên. Lúc này anh đã chuẩn bị rồi,
nếu mình không thể lựa chọn thì hãy để người mình yêu thương có cơ hội sống. Những gì Thương Lộc nói chỉ đơn giản muốn Tần Lâm an tâm nhập cuộc, để anh không hối hận khi cuộc đời này đã đến hoa hạ. Tần Lâm trầm giọng nói. Vậy nên, bố tôi đã vì sự nghiệp lớn mà ông nói nên rời đi trước rồi. Thương Lộc nói. Cho nên tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. Tôi có lựa chọn sao? Tần Lâm cười gượng, chuyện đã đến nước này, Thương Lộc nói tất cả cho Tần Lâm biết, anh cũng đã trở thành một phần trong sự nghiệp lớn của ông ta rồi, đâu thể không quan tâm được. Thương Lộc cười nói. Thật xin lỗi, đây chính là trách nhiệm của kẻ mạnh. Tần Lâm tuyên bố hùng hồn. Tôi không biết nhiều nền văn minh như vậy rốt cuộc sẽ có ảnh hưởng gì đến tương lai, tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình mình, tôi chỉ muốn sống tốt, chỉ thế mà thôi, nếu đã mất đi thì nên rời khỏi, nếu như chúng ta lựa chọn yên lặng chấm dứt thì sẽ không có chiến tranh, một khi lựa chọn chiến tranh thì sẽ phải hy sinh nhiều hơn. Thương Lộc nói, cậu hiểu rõ chúng ta nên làm thế nào, đây là sứ mệnh của cậu, 20 năm như một bố cậu luôn bảo vệ thứ này. Tần Lâm hỏi lại. Vậy nên bố tôi rốt cuộc đi đâu rồi? Nền văn minh Tam Tinh Đôi. Từ rất lâu về trước, di chỉ Tam Tinh Đôi bị sạt lở trên diện rộng, nhiều di vật văn hóa của Tam Tinh Đôi mất đi, tượng người bằng đồng thau lớn nhất cũng biến mất, hơn nữa còn cực kỳ quái dị. Lời Thương Lộc lại khiến Tần Lâm kinh ngạc, di chỉ văn minh Tam Tinh Đôi sao lại có thay đổi lớn như vậy, nói như vậy nền văn minh Tam Tinh Đôi liệu còn tồn tại. Bây giờ di chỉ Tam Tinh Đôi đã hoàn toàn bị niêm phong. Bên dưới xuất hiện nhiều hố sụt khổng lồ, mà bên trong lại có nhiều cung điện dưới lòng đất với diện tích lớn, nhưng trong đó trống không, đây mới là điều khiến người ta không lý giải nổi, lại thêm những một lượng lớn di vật văn hóa mất tích, khiến cho quốc gia cảnh giác cao độ, bắt đầu nghĩ tới việc nền văn minh Tam Tinh Đôi xuất hiện. Tần Lâm hỏi, có vẻ như nền văn minh Tam Tinh Đôi không đơn giản như anh tưởng tượng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bây giờ còn chưa rõ. Nhưng có người phát hiện ra dấu hiệu sống của con người bên dưới nền văn minh Tam Tinh Đôi, hơn nữa trong màn đêm có người còn nhìn thấy người khổng lồ cao 3 mét xuất hiện dưới di chỉ Tam Tinh Đôi. Vô cùng rõ nét, tôi nghi ngờ nền văn minh Tam Tinh Đôi xuất hiện trong di tích văn minh thời tiền sử, hơn nữa rất có thể nó cũng như Atlantis, chỉ có điều bọn họ chỉ ở lại một nơi, đó là bên dưới hoa hạ của chúng ta. Thương Lộc càng nói càng nghiêm túc, nếu như là thật, thì nó thể hiện bọn họ vẫn luôn sống chung với người Tam Tinh Đôi, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, họ vẫn luôn bị người của nền văn minh Tam Tinh Đôi nhòm ngó, đúng là quá áp lực. Mặc dù Thương Lộc không nói rõ nhưng ánh mắt lạnh lẽo của ông ta đã chứng minh tất cả, nền văn minh Tam Tinh Đôi xuất hiện ở di tích của nền văn minh như vậy đúng là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Nền văn minh Tam Tinh Đôi có chút liên quan với nền văn minh Maya, mà nền văn minh Maya cũng có sự đồng nhất với nền văn minh Atlantis. Vậy nên chuyện này rất phức tạp, người khác đi tôi không yên tâm nên mới mời bố cậu Tần chỉ đi. Thương Lộc nói, cậu đã quay lại rồi thì tôi cũng không có gì để nói nữa, nền văn minh Tam Tinh Đôi ẩn giấu một bí mật cực lớn, có thể thay đổi cục diện đối đầu giữa chúng ta và Atlantis, bởi vì ban đầu việc nền văn minh Tam Tinh Đôi có con người sinh sống mới chỉ là suy đoán mà thôi, Atlantis mới là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Tần Lâm nhíu mày. Nền văn minh của bọn họ rốt cuộc là gì, nền văn minh nhân loại dường như không quá rõ ràng, địch ở trong bóng tối còn ta ở ngoài sáng, đây mới chính là mối nguy lớn nhất. Trong chuyến đi đến Tam Tinh Đôi này, anh tin bố mình chỉ có một mình mà thôi. Vậy nên Tam Tinh Đôi có rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa rất có thể còn có những cao thủ hoặc công nghệ chưa được biết đến. Lòng Tần Lâm chợt dao động, anh lại càng thêm lo lắng, mặc dù bố rất mạnh. Nhưng không một ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với một nền văn minh không ai biết đến như Tam Tinh Đôi. Đúng vậy, nhưng chắc bố cậu có thể ứng phó được, nếu phái người khác đi thì tôi nhất định sẽ không yên tâm, nhưng cậu có thể tin tưởng vào Đông Phương Chí Tà. Thương Lộc nói. Vậy tiếp theo tôi sẽ nói cho cậu nghe một tin tức khác, đó là tin tức về vật tổ tận thế. Cậu giao miếng vật tổ tận thế này cho tôi, phần còn lại tôi sẽ xử lý. Không thể. Tần Lâm lắc đầu. Kiên định nói. Thương Lộc cau mày, sắc mặt có chút ảm đạm. Vật tổ tận thế nằm trong tay cậu, dù gì cũng không an toàn, cậu cứ đưa nó cho tôi, sau đó cậu tiếp tục đi tìm một mảnh khác. Tôi đã nói rồi, không thể, trừ khi ông bước qua xác tôi. Lời nói của Tần Lâm rất cao và mạnh mẽ, không có một chút uể oải nào, ngay cả Thương Lộc cũng không nói nên lời. Tên này thật bướng bỉnh, hệt như ông già nhà nó vậy.
nhưng giờ đây dù sao Tần Chỉ cũng đã che giấu đi sự sắc bén của mình, mà vừa rồi Tần Lâm lại để lộ ra điều đó. Cậu không sợ mình sẽ không thể ra khỏi đây à? Thương Lộc cười nói. Ông có thể thử xem, cho dù tôi không thể rời khỏi đây, ông cũng sẽ không khá hơn đâu. Tần Lâm cười nói, không chút sợ hãi, nếu Thương Lộc này thật sự muốn ra tay chiếm lấy vật tổ tận thế, vậy thì Tần Lâm nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Được rồi, cậu thắng được chưa? Bây giờ tôi sẽ kể cho cậu nghe thông tin về vật tổ tận thế. Thương Lộc nói. Không cần đâu, tôi sẽ đến Tam Tinh Đôi trước, bố tôi đang ở đó, khi nào về nói sau cũng được. Tần Lâm điềm đạm nói, lúc này anh liền quay lưng bỏ đi, để lại Thương Lộc đang hoang mang đứng đó, không ngờ Tần Lâm lại cứng đầu đến vậy, còn không thèm quan tâm đến thể diện của ông ta, cứ như vậy mà đi à. Nói đi là đi, không chút chần chừ. Ngay cả khi Thương Lộc muốn nói cho Tần Lâm biết tin tức về vật tổ tận thế, anh cũng hoàn toàn phớt lờ. Chàng trai này là một người vô cùng có hiếu, tiếc là chẳng biết có thể dùng được cậu ta không, nhìn tình hình bây giờ thì có vẻ khó, giống hệt như Tần Chỉ vậy, thật khiến người ta đau đầu. Để xem cậu có thể kiêu ngạo được bao lâu, nhà họ Tần các người thật đúng là cùng một kiểu. Thương Lộc thở dài, dở khóc dở cười. Lúc này, Tần Lâm đã rời khỏi nhà tù Tần Thành. Trong lòng anh có vô số cảm xúc lẫn lộn, những lời Thương Lộc nói vẫn có ý nghĩa và ảnh hưởng sâu sắc với anh. Bố anh đã đến Tam Tinh Đôi, sống chết chưa rõ, đây là điều mà Tần Lâm vẫn còn lo âu, tuy chỉ có một mặt gắn bó với bố nhưng tình cảm cha con là không thể phai nhòa. Bây giờ Tần Lâm chỉ có một suy nghĩ duy nhất, trước tiên là đến Tam Tinh Đôi để xem bố ở đó có gặp nguy hiểm hay không, đương nhiên sẽ không có chuyện gì quan trọng bằng bố, ngay cả vật tổ tận thế cũng vậy. Hơn nữa, vật tổ tận thế là do anh đổi lại bằng cả mạng sống của mình, bố anh dùng 20 năm để đổi lấy tự do cho anh, đương nhiên anh sẽ không bao giờ để cho ai có được vật tổ tận thế này, nếu muốn lấy đồ trong tay anh thì nhất định phải lấy mạng anh mới được. Tần Lâm biết chuyện này không được chậm trễ, bởi vì bố anh đã đi trước một bước rồi, bây giờ anh không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, sự an toàn của bố là trên hết. Trong cuộc sống, con người phải theo đuổi những mục tiêu của riêng mình. Nhưng Tần Lâm biết rằng ngay từ khi gặp bố thì vận mệnh của anh đã bị ràng buộc. Tần Lâm muốn nói lời từ biệt với Tạ Hồng Mai, nhưng anh thực sự không có thời gian, bởi vì trong lòng anh luôn nghĩ đến bố mình, sau đó anh liền lên đường đi thẳng đến Tam Tinh Đôi. Xong, giông bão đã nổi lên ở nhà họ Bạch. Là một trong thập đại gia tộc đứng đầu thủ đô, đương nhiên không thể nào nghi ngờ địa vị của nhà họ Bạch, thậm chí bọn họ còn đứng đầu thập đại gia tộc, gần như không ai có thể sánh bằng. Thập đại gia tộc đều là trụ cột của nước Cộng Hòa, cũng chính là gia tộc sắc đỏ hồi đó. Giờ đây theo sự thay đổi của thời đại, nhiều gia tộc đã bặt vô âm tín, nhà họ Tạ là một trong số đó, nếu không thì sao bọn họ lại có thể nhếch nhác như vậy chứ? Cho dù vì nhà họ Tưởng hay nhà họ Bạch thì bọn họ cũng đều không có chút tôn nghiêm nào, bởi vì bản lĩnh không bằng người ta nên căn bản không thể chống lại được, đây mới chính là hiện thực. Nhưng nhà họ Bạch thì khác, bao nhiêu năm qua, địa vị nhà họ Bạch vẫn không hề yếu đi, mà ngày càng lớn mạnh hơn, điều này đương nhiên cũng khiến bọn họ trở thành gia tộc có 102 ở thủ đô. Nhà họ Bạch có rất nhiều nhân tài, Bạch Thiếu Đình là một trong số đó, bởi vì nhiều người biết rằng nhà họ Bạch sẽ có ngày lớn mạnh trở lại. Ở thủ đô, hầu như không một ai có thể sánh được với bọn họ, ngay cả ở trong nước Cộng Hòa cũng vậy. Trang viên nhà họ Bạch nằm tại khu Yên ở thủ đô, là một trang viên vô cùng to lớn. Nhà họ Bạch có hàng trăm người, hầu hết đều sinh sống ở đây, đình đài lầu các, rừng cây cổ thụ, tất cả đều hết sức hoa lệ, mỗi một đại sảnh đều được chạm khắc bằng gỗ, nghệ thuật dùng mối ghép mộng vô cùng hoành tráng. Cho dù so với những tòa tháp trong Tử Cấm Thành thì cũng không hề thua kém chút nào. Trong đại sảnh, sắc mặt Bạch Thiếu Đình vô cùng ảm đạm, anh ta đứng ở giữa sảnh, ánh mắt vô cùng u ám, có lẽ đã đứng ở đây rất lâu rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Một ông già ngồi giữa đại sảnh với vẻ mặt nghiêm túc, điềm đạm nói. Ông già mặt mày lãnh đạm, gò má cao gầy guộc, trên người mặc trang phục thời đường màu xanh lam, nhưng đôi mắt vẫn còn rất sáng, vô cùng rực rỡ. Ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ xưa sáng bóng, ông cụ đưa mắt liếc sang Bạch Thiếu Đình. Thưa ông nội, đã hơn 4 giờ chiều. Bạch Thiếu Đình thì thào, tỏ ra vô cùng kiêng dè, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ không cam tâm. Đã đứng mấy tiếng rồi sao? Ông ngủ lâu như vậy ư? Ông cụ lắc đầu nói. Ông ta tên Bạch Triển Đường, là chủ nhà họ Bạch,
và là người có công của nước Cộng Hòa, năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng ông cụ còn vẫn rất minh mẫn để đảm đương công việc của nhà họ Bạch. Trước mặt ông nội, Bạch Thiếu Đình không bao giờ dám lớn tiếng, bởi vì ông nội rất độc đoán và luôn nói được làm được. Không sao đâu ông nội. Bạch Thiếu Đình nói. Nói đi, ai đánh cháu thành ra thế này, không ngờ nhà họ Bạch chúng ta ở thủ đô lại bị người khác ức hiếp, cháu cũng coi như là thể diện của nhà họ Bạch kia mà, hừm. Lời nói của Bạch Triển Đường càng làm cho ánh mắt của Bạch Thiếu Đình lộ ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt trở nên rất khó coi. Xin lỗi ông nội, cháu đã làm mất mặt nhà họ Bạch. Bạch Thiếu Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Bớt nhiều lời lại đi. Bạch Triển Đình cau mày. Hắn là một kẻ không có tiếng tăm, tên Tần Lâm, vì cháu đã đến nhà họ Tạ để tìm Hồng Mai, nhưng hắn ta đã ngăn cản cháu, vậy nên hai cả hai đã đánh nhau. Nhưng không ngờ hắn ta lại vô cùng mạnh mẽ. Ông nội, cháu không cam tâm. Bạch Thiếu Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Không cam tâm à, vậy thì lúc đầu mày đã nghĩ gì? Tất cả đều chẳng phải là vì phụ nữ sao? Mày vẫn chưa buông được đứa con gái nhà họ Tạ đúng không? Nó không xứng với mày đâu. Bạch Triển Đường lạnh lùng nói. Cháu biết, nhưng thứ mà cháu không lấy được thì người khác cũng đừng mong có được, nếu không cháu sẽ hủy cô ta. Bạch Thiếu Đình siết chặt nắm tay. Nói hay lắm, nên như vậy, người khác tuyệt đối không được lấy đi thứ mà người nhà họ Bạch chúng ta muốn, cho dù có lấy được thì cũng phải hủy hoại cô ta. Khóe miệng Bạch Triển Đường đột nhiên nhếch lên. Không độc không phải là trượng phu, người nhà họ Bạch tuyệt đối không thể chịu nhục được, cháu làm đúng lắm, Thiếu Đình. Nhưng lần này cháu vẫn làm ông thất vọng quá, bởi cháu đã mất mặt người nhà họ Bạch đã bị cháu làm cho xấu hổ. Đây chính là sự thật không thể chối cãi. Ông nội, cháu tình nguyện chịu phạt, nhưng mối hận này, cháu nhất định phải báo. Bạch Thiếu Đình vẫn rất kiên định, nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng tràn đầy lửa giận, nhất định phải chặt đầu Tần Lâm mới có thể giải tỏa hận thù. Được, vậy đợi đến khi cháu về thì sẽ nhận hình phạt, báo cho chú ba một tiếng, cứ nói là ông nói, đi đến nhà họ Tạ giết tên Tần Lâm đó, không được để mất mặt người nhà họ Bạch. Bạch Triển Đường dậm mạnh gậy xuống đất, tạo ra một thanh âm như tiếng chuông. Cảm ơn ông nội, cháu nhất định sẽ không phụ lòng ông. Hai mắt Bạch Thiếu Đình sáng lên, trong lòng tràn đầy chiến ý, có chú ba đi cùng thì muốn giết Tần Lâm cũng dễ như trở bàn tay thôi. Phải biết rằng chú ba là cao thủ hạng 9 trong bảng rồng. Khắp hoa hạ này, chú ba chính là nhân vật hiếm có, là người đứng trên đỉnh kim tự tháp, điều đó tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ánh mắt sáng như sao và đầy sát ý của Bạch Thiếu Đình lóe lên, sau đó bèn rời khỏi đại sảnh nhà họ Bạch. Tần Lâm ơi là Tần Lâm, lần này tao sẽ tự tay giết mày, còn cả con điếm Tạ Hồng Mai kia nữa, chính tay tôi sẽ hủy hoại cô, không ai có quyền từ chối Bạch Thiếu Đình tôi cả, không một ai. Bạch Thiếu Đình giống lên, hai mắt như cháy rực, máu huyết nổi lên. Phải cải thiện sức mạnh của mình càng sớm càng tốt mới được. Đợi đến khi sức mạnh của mình ngang hàng với chú ba thì còn sợ gì nữa chứ? Khi đó có lẽ toàn bộ hoa hạ cũng chẳng có mấy người là đối thủ của anh ta, đây mới là kẻ mạnh thực sự. Sau khi Bạch Thiếu Đình tìm được chú ba, cả hai liền cùng nhau đến thẳng nhà họ Tạ. Lúc này Tạ Hồng Mai đang tràn đầy lo lắng, Tần Lâm ơi là Tần Lâm, anh thật sự giận em rồi sao? Rốt cuộc anh đang ở đâu? Sao anh lại không nghe máy? Tạ Hồng Mai nắm chặt điện thoại. Mãi mà vẫn không nhận được hồi âm của Tần Lâm, cô đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng không có kết quả, đầu dây bên kia vẫn không thể liên lạc được. Hơn nữa Tần Lâm lúc đi lại không thèm nói gì, cứ như vậy rời đi, Tần Lâm thật sự muốn bỏ rơi mình ư. Chẳng lẽ mình lại chọn sai nữa sao? Tạ Hồng Mai vô cùng lo lắng, dù sao cô cũng là phận phụ nữ, hơn nữa còn là thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu, bây giờ lúc nào trong lòng cô cũng chỉ nghĩ đến Tần Lâm. Đáng ghét nhất chính là tên khốn Bạch Thiếu Đình đó, nếu như không có anh ta thì sao mình lại có thể đau đớn như vậy chứ? Nếu không có sự xuất hiện của Bạch Thiếu Đình thì mối quan hệ giữa cô và Tần Lâm đã không phải xảy ra khủng hoảng như vậy. Tần Lâm, cho dù anh ở đâu, em vẫn sẽ đợi anh về, em tin anh không phải là một người đàn ông vô trách nhiệm. Tạ Hồng Mai thì thầm, nếu Tần Lâm thật sự tời đi như thế thì coi như cô cũng yên tâm. Nhưng cô vẫn tin rằng Tần Lâm sẽ không bao giờ vô trách nhiệm như vậy, anh nhất định có nỗi khổ riêng, nhưng cho dù như vậy, Tạ Hồng Mai vẫn cứ bứt rứt không yên, dù gì cô cũng không hề biết người mình yêu sâu đậm hiện giờ đang ở đâu,
đó là nỗi nhớ cùng lo lắng không sao tả xiết. Không xong rồi, Bạch Hiếu Đình lại tới rồi. Tạ Hồng Mai sửng sốt, bây giờ cả nhà họ Tạ đang rất hoảng loạn, bởi vì Bạch Hiếu Đình lại đến đây, lần này anh ta không chỉ đến một mình mà còn mang theo một người. Anh ta đứng sau lưng người đàn ông trung niên kia, trông có vẻ rất ngoan ngoãn, điều này càng làm cho người nhà họ Tạ cảm thấy khiếp sợ người đàn ông này. Lại là anh ta, Bạch Thiếu Đình, rốt cuộc anh muốn gì? Tạ Hồng Mai trầm giọng nói, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Ngay đại sảnh ở cổng, cô liền nhìn thấy Bạch Thiếu Đình đang chậm rãi đi cùng với một người đàn ông trung niên. Tạ Hồng Mai có biết người này, ông ta chính là chú ba của Bạch Thiếu Đình, Bạch Phàm. Mặc dù tên Bạch Phàm, nhưng ông ta lại vô cùng phi phàm, ngay cả Tạ Hồng Mai cũng chỉ biết Bạch Phàm là một cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ tuyệt đỉnh. Những thứ khác thì cô không biết nữa. Ông ba nhà họ Bạch từ trước đến nay rất ít khi ra ngoài, không ngờ hôm nay lại cùng Bạch Thiếu đến đây, thật là cực khổ cho anh quá, mời vào. Tạ Giang Hoài cười nói, ông ta khom lưng cúi đầu ở trước mặt Bạch Phàm và Bạch Thiếu Đình, tỏ ra hết sức thấp kém. Điều này khiến cho Tạ Hồng Mai cảm thấy không thoải mái, dù sao đó cũng là bố của cô. Chấm, ngôn tình hay. Tạ Giang Hoài, ở đây không tới phiên anh nói chuyện với tôi, gọi lão già Tạ Trường Hà ra đây. Bạch Phàm lạnh lùng nói với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy lời nói cao như núi, làm cho Tạ Giang Hoài sợ hãi đến mức không dám nhìn vào mắt ông ta. Ai cũng biết ông ba nhà họ Bạch là người phải kể đến đầu tiên ở Tử Cấm Thành. Sự xuất hiện của ông ta khiến cho Bạch Thiếu Đình chỉ có thể im lặng đứng đằng sau. Quả thực, Tạ Giang Hoài không đủ tư cách để nói chuyện với Bạch Phàm, trong thập đại gia tộc thì chỉ có nhà họ Bạch mới có được thực lực và sự độc đoán như vậy. Nhưng Tạ Giang Hoài vẫn cảm thấy bực mình, ông đây cũng cùng thời với anh kia mà, tại sao anh lại sỉ nhục tôi như vậy, đúng là làm cho người ta khó coi mà. Nhưng nhà họ Tạ không còn cách nào khác, Tạ Giang Hoài là một tên phế phẩm, Bạch Phàm biết rất rõ điều này. Thế nên mới không coi trọng ông ta. Ông ba nói đúng, bây giờ tôi sẽ đi gọi bố ra ngay. Tạ Giang Hoài nén lại lửa giận trong lòng, một Bạch Thiếu Đình đã đối phó không lại rồi, huống chi là Bạch Phàm, vậy đành phải gọi bố ra giải quyết mà thôi. Bạch ông ba, tại sao chú lại đến đây vậy ạ? Tạ Hồng Mai chậm rãi bước ra ngoài. Tạ Hồng Mai, cô cuối cùng cô cũng ra rồi à? Bạch Thiếu Đình trầm giọng nói, ánh mắt dịu dàng. Nếu nhân vật chính đã ra rồi thì không cần Tạ Trường Hà nữa, cũng chẳng có ích gì đâu, Tạ Hồng Mai, cô đã phụ lòng cháu trai tôi, lại còn lén nuôi tình phu ở ngoài, cô thật sự làm cho nhà họ Bạch chúng tôi quá thất vọng, rõ ràng có cơ hội gả vào nhà họ Bạch hưởng vinh hoa phú quý, coi như cũng có thể làm nở mày nở mặt nhà họ Tạ, nhưng bây giờ cô lại vì một thằng trai bao mà làm cháu tôi bị thương sao, món nợ nay cô muốn tính thế nào đây? Bạch Phàm lạnh lùng nói. Cô là phụ nữ nên tôi cũng chẳng thèm chấp nhặt làm gì, cứ để cho Thiếu Đình ra tay đi, mau gọi Tần Lâm ra đây, dám đánh cháu tôi bị thương à, hôm nay sẽ là ngày giỗ của nó. Tạ Hồng Mai đột nhiên lo sợ, cô sớm đã nghe nói ông ba nhà họ Bạch ở thủ đô gần như không có đối thủ, lần này ông ta xuất hiện, ắt hẳn là để giúp Bạch Thiếu Đình lấy mạng Tần Lâm. Tần Lâm không có ở đây. Sắc mặt Tạ Hồng Mai xa sầm, cũng may Tần Lâm không có ở đây. Nếu không thì anh nhất định sẽ không thể chạy thoát. Không có, ha ha ha, sao có thể chứ, cô là đồ lừa bịp à. Tạ Hồng Mai, tôi thấy cô muốn chết rồi đúng không? Bạch Thiếu Đình hung ác nói, chắc Tạ Hồng Mai đã giấu Tần Lâm đi rồi cũng nên. Nếu không giao Tần Lâm ra đây thì tất cả người nhà họ Tạ sẽ phải chết. Đây là lựa chọn duy nhất của cô, Tạ Hồng Mai. Ánh mắt Bạch Phàm càng trở nên lạnh lẽo. Lúc này người nhà họ Tạ sợ đến mức hồn siêu phách lạc, đương nhiên chỉ có ông ba nhà họ Bạch mới dám nói ra mấy lời này. Người nhà họ Tạ sắp phát điên mất, đến lúc này rồi mà vẫn còn không chịu giao Tần Lâm ra, chẳng lẽ muốn nhà họ Tạ phải gặp xui xẻo hay sao? Sắc mặt Tạ Giang Hoài xa sầm, trừng mắt nhìn Tạ Hồng Mai. Con còn không mau giao Tần Lâm ra, chẳng phải nó lợi hại lắm sao? Bây giờ ông ba đến tìm nó rồi đó, không lẽ thành rùa rụt cổ rồi à? Có ngon thì kêu nó ra tiếp đi. Tạ Hồng Mai cũng vô cùng phiền muộn, Tần Lâm thật sự không có ở đây, hơn nữa ngay cả cô cũng không tìm thấy Tần Lâm, cũng chẳng biết anh đã đi đâu, bây giờ nhà họ Tạ chỉ vì Tần Lâm mà bị người nhà họ Bạch tìm đến tận cửa, nhưng cô thực sự không biết Tần Lâm đã đi đâu. Bây giờ cô chỉ muốn Tần Lâm đi nhanh mà thôi,
nếu không thì nhà họ Bạch sẽ không bỏ qua cho anh, nếu Tần Lâm ở lại thủ đô thì không biết thực lực của nhà họ Bạch còn đáng sợ đến mức nào, đặc biệt là ông ba đang ở trước mặt cô đây, cô còn không dám lên tiếng, cho dù bây giờ cô đã rất mạnh, đã khai thông được 4 đường kinh mạch, nhưng ở trước mặt Bạch Phàm thì Tạ Hồng Mai vẫn cảm thấy mình hít thở không thông. Đây là biểu hiện của sức mạnh, xét về sức mạnh thì nhà họ Bạch hoàn toàn đè bẹp nhà họ Tạ, căn bản không thể nào so sánh được. Lần trước Bạch Thiếu Đình đã bị Tần Lâm đánh cho mất mặt, đương nhiên nhà họ Bạch nhất định sẽ không bỏ qua, ngay cả ông ba nhà họ Bạch ít khi lộ diện cũng phải xuất hiện, xem ra cũng chẳng phải chuyện tốt. Tôi nói rồi, Tần Lâm thật sự không có ở đây. Tạ Hồng Mai trầm giọng nói. Đừng nói đến chuyện Tần Lâm thật sự không có ở đây, cho dù Tần Lâm có ở đây thì cô cũng sẽ không bao giờ giao anh ra, bởi vì ông ba nhà họ Bạch này dường như có ý muốn giết người. Tần Lâm khiến cho nhà họ Bạch không biết giấu mặt vào đâu, nghiễm nhiên Tần Lâm sẽ là cái gai trong mắt bọn họ, với thân phận là gia tộc đứng đầu trong thập đại gia tộc ở thủ đô, bọn họ phải biết làm gì đây, còn tin tức ở thủ đô cũng được truyền đi rất nhanh, trong ba thế hệ của nhà họ Bạch, người mạnh nhất ở thế hệ thiên tài đã bị Tần Lâm đánh bại, chắc việc này cũng đã lan truyền ra cả rồi, có khi còn trở thành trò vui để người ta bàn tán. Vậy nên Bạch Phàm nhất định phải dạy cho Tần Lâm một bài học. Và mục đích chính là để giết anh, có như thế thì mới khiến cho mọi người không dám nói gì nhà họ Bạch nữa, mà chỉ còn lại nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Tuyệt đối không thể động vào người nhà họ Bạch. Nhưng hiện tại Tần Lâm không có ở đây, vậy chẳng phải là đang tự vả hay sao? Đừng nói đến Bạch Phàm, ngay cả Bạch Thiếu Đình cũng không thể nhịn nổi, anh ta phấn khích như thế, nhưng cuối cùng Tần Lâm lại không có ở đây ư. Nà ní! Anh ta kìm lại cơn tức giận. Bây giờ không có chỗ nào để xả cả, Tần Lâm đã bỏ chạy rồi, Bạch Thiếu Đình hận không thể tát chết Tạ Hồng Mai. Tạ Hồng Mai, cô đừng có không biết điều, đừng có nghĩ cô từng là người phụ nữ của tôi nên mới dám ngông cuồng kiểu đó, cô vẫn nghĩ tôi còn thèm quan tâm đến một con điếm như cô sao? Cô muốn bảo vệ Tần Lâm sao? Thật đúng là mơ tưởng, bây giờ cơ hội duy nhất của cô chính là nói cho chúng tôi nghe tin tức về Tần Lâm, nếu không thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Bạch Thiếu Đình giận dữ hét lên. Quả nhiên vẫn ngông cuồng như vậy, anh hoàn toàn không thể so được với Tiểu Lâm. Tạ Hồng Mai cười nói, làm Bạch Thiếu Đình càng thêm tức giận, lập tức xông lên phía trước, giơ cao lòng bàn tay hướng thẳng về phía Tạ Hồng Mai. Anh đánh đi, có ngon thì đánh chết tôi đi. Tạ Hồng Mai trừng mắt giận dữ, hai người từng là thanh mai trúc mã sống chết có nhau, mặc dù Bạch Thiếu Đình đã sớm không còn trong trái tim của Tạ Hồng Mai. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử thì cô vẫn cảm thấy đau nhói trong lòng. Đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa, người đã từng bị tình yêu làm cho tổn thương. Cuối cùng cả hai đã chia tay nhau và trở thành những người xa lạ. Ngay khoảnh khắc đó, trong mắt Tạ Hồng Mai đã không còn chút hoài niệm nào cả, trong lòng cô chỉ có mỗi Tần Lâm mà thôi. Con điếm này, đồ rác rưởi, hôm nay tôi sẽ đánh chết cô. Bạch Thiếu Đình không thể chịu đựng được nữa. Người phụ nữ này không chỉ phản bội mình mà còn ngông cuồng đến vậy, nhất định phải dạy cho cô một bài học mới được. Hơn nữa, người nhà họ Tạ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, tất cả đều phải quỳ xuống trước mặt anh ta. Khoan đã! Bạch Phàm cau mày, ngăn Bạch Thiếu Đình lại, dù sao anh ta cũng còn trẻ và hơi bốc đồng, bây giờ cho dù có giết Tạ Hồng Mai thì cũng chẳng ích gì. Chắc Tần Lâm thật sự không có ở đây. Bạch Phàm lạnh lùng nói, ông ta có thể thấy được nhà họ Tạ không quá mạnh. Vậy nên Tạ Hồng Mai chắc chắn sẽ không nói dối. Nhưng chắc hẳn cô phải biết Tần Lâm đang ở đâu, bây giờ chỉ có cô mới biết được tung tích của anh mà thôi. Tôi cho cô một cơ hội nữa, nói đi, Tần Lâm đang ở đâu, cô không bảo vệ được nó đâu, nếu cô thật sự muốn bảo vệ Tần Lâm thì tôi sẽ giết luôn cả nhà họ Tạ, cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Giọng của Bạch Phàm giống như một phiên tòa trong địa ngục vậy, lập tức khiến cho biểu cảm của Tạ Hồng Mai và Tạ Giang Hoài phải thay đổi. Hồng Mai, chị mau nói đi, tên Tần Lâm đáng chết đó đang ở đâu, chị mau nói đi, bộ chị muốn hại chết cả nhà chúng ta hay sao? Nhà họ Tạ chúng ta trên dưới có 76 người, tất cả đều sẽ chết vì chị đó, chị có thể sống thanh thản được hay không? Đúng vậy Hồng Mai, cháu quá ích kỷ rồi, cháu đừng kéo mọi người cùng chết. Tạ Hồng Mai, cô đúng là đồ sao chổi, cô mau nói đi, Tần Lâm rốt cuộc đang ở đâu, cô muốn chết nhưng chúng tôi không muốn đâu. Tạ Hồng Mai, nếu cô không nói ra thì chúng ta có làm ma cũng không bỏ qua cho cô đâu. Người nhà họ Tạ cũng vô cùng phẫn nộ,
lời nói của ông ba nhà họ Bạch còn có trọng lượng hơn cả Bạch Thiếu Đình, ông ta nói muốn tiêu diệt nhà họ Tạ thì nhất định có thể tiêu diệt nhà họ Tạ. Tạ Hồng Mai muốn khóc không nhưng không được, sắc mặt tái nhợt, cô không muốn liên lụy đến mọi người, nhưng thật sự cô không biết Tần Lâm bây giờ đang ở đâu, Bạch Phàm thật sự có thể làm được những gì ông ta nói, không phải chỉ là đùa cho vui đâu, nhà họ Bạch quả thật có khả năng này, nhà họ Tạ vốn đã bấp bênh, chỉ cần nhà họ Bạch dùng chút lực thì tất cả người nhà họ Tạ sẽ phải chết tại nơi đây. Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Nước mắt của Tạ Hồng Mai rơi xuống. Lúc này cô chỉ biết tên Bạch Thiếu Đình này vô cùng đáng ghét, nhà họ Bạch có thế lực như vậy, nhưng cô lại không hề hay biết. Không nói đúng không, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì. Bạch Thiếu Đình nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, nhìn thấy bộ dạng hèn mọn quỳ trên mặt đất, và sự bất lực của Tạ Hồng Mai khiến cho anh ta vô cùng kích động, có lẽ đây chính là tâm lý biến thái, là một bộ mắt khác của Bạch Thiếu Đình khi nhìn thấy Tạ Hồng Mai tuyệt vọng. Nếu như cô còn không nói thì tôi sẽ tiễn cô đi Tây Thiên đấy. Bạch Phàm bóp cổ Tạ Hồng Mai, cả người Tạ Hồng Mai đều bị nhấc lên, cô liên tục vùng vẫy, nhưng lúc này cô đã từ bỏ sự phản kháng. Nếu như phải chiến đấu với Bạch Phàm thì cô không hề có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, thậm chí còn liên lụy đến cả nhà họ Tạ. Bây giờ nhà họ Bạch đã ép cô vào đường cùng. Tôi không biết. Tạ Hồng Mai nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì chết đi. Trong mắt Bạch Phàm không còn chút kiên nhẫn nào, chỉ cần ông ta ra tay thì hoàn toàn có thể bóp chết đối phương ngay lập tức. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một viên đá bay trúng vào cổ tay của Bạch Phàm, khiến cho ông ta cau mày buông Tạ Hồng Mai ra. Là ai? Ánh mắt Bạch Phàm đanh lại, sau đó nhìn về phía chỗ bức tường cao của nhà họ Tạ, hơi nheo mắt lại. Hãy có lòng khoan dung, Tần Lâm đã rời khỏi thủ đô rồi, ông cũng nên đi đi, người nhà họ Tạ sẽ được tôi bảo vệ. Bạch Phàm thoáng lo lắng, sắc mặt trầm xuống, siết chặt hai tay, mặc dù ông ta không cam tâm nhưng cũng đành gật đầu. Được thôi, nói xong, Bạch Phàm từng bước lùi lại rồi rời khỏi nhà họ Tạ cùng với Bạch Thiếu Đình. Khi Bạch Phàm rời khỏi nhà họ Tạ, lưng áo ông ta đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, ông ta không thể hiểu nổi tại sao Tần Lâm lại quen biết một nhân vật đáng sợ như thế. Người này quá đáng sợ. Ngay cả bản thân ông ta cũng không dám tỏ ra kiêu căng. Bạch Phàm lau mồ hôi trên trán, một viên đá bay tới đã đủ để khiến ông ta giật mình lui lại, có thể thấy được thực lực của người này đáng sợ thế nào. Bạch Thiếu Đình cũng vô cùng khó hiểu, phải biết là chú ba của anh ta là cao thủ bảng rồng, ngay cả anh ta cũng phải giữ kín như bưng, không dám nói nhiều lời. Chú ba, lẽ nào chúng ta cứ thế mà đi sao? Chỉ có bấy nhiêu đó thôi à? Cháu không cam tâm. Bạch Thiếu Đình tức giận. Không cam tâm, cháu là cái thá gì hả? Cháu còn có tâm trạng không cam tâm à? Cháu có biết người đó là ai không hả? Bạch Phàm tát cái bốp vào mặt Bạch Thiếu Đình, nếu nhà họ Bạch kết thù với người đó, thì con đường sau này ở thủ đô có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cháu cũng muốn biết ông ta là ai, vì sao đến cả chú ba cũng sợ ông ta? Bạch Thiếu Đình ngẩng đầu, nhìn chú ba Bạch Phàm với ánh mắt như thiêu như đốt. Không thèm quan tâm đến cảm giác bỏng rát trên mặt. Hai, người đó không phải là kẻ mà chúng ta có thể chọc vào. Thực lực của ông ta mạnh hơn chú rất nhiều, địa vị cũng cao hơn ông nội cháu nhiều, cháu nói thử xem, nhà họ Bạch chúng ta có chọc nổi không? Nếu không phải vì ông nội cháu vẫn còn sống, thì hôm nay hai chúng ta đã khó sống sót trở về rồi, cháu hiểu chưa? Bạch Phàm thở dài, Bạch Thiếu Đình còn quá ít kinh nghiệm, nên cho dù ông ta có dạy dỗ anh ta một trận, thì cũng vô ích, bắt buộc phải khiến anh ta biết, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Mặc dù nhà họ là gia tộc hàng đầu trong thập đại gia tộc thủ đô, nhưng trên đất thủ đô dưới chân hoàng đế này còn có rất nhiều gia tộc mạnh hơn nhà họ Bạch bọn họ, chỉ là người ta khiêm tốn hơn mà thôi. Cái gì, ông ta lợi hại hơn chú ba á, và, địa vị cao hơn cả ông nội. Lần này, Bạch Thiếu Đình đã hoàn toàn chết lặng, anh ta không thể ngờ. Người đó là nhân vật đáng sợ như vậy. Ở tuổi đó mà có địa vị và thân phận như thế, hẳn là nhân vật hiếm có ở thủ đô. Đúng thế, cháu phải hiểu, ở thủ đô, có rất nhiều người lợi hại hơn ông nội cháu, bởi vì ông nội cháu là nguyên lão tam triều, là trụ cột lập nước chân chính nên nhà họ Bạch chúng ta mới có địa vị như ngày hôm nay. Nếu một ngày ông nội cháu mất, thì địa vị của nhà họ Bạch chúng ta cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng, vì thế, cháu bắt buộc phải cố gắng hơn. Chỉ khi cháu trở nên mạnh mẽ,
mới có năng lực và bản lĩnh giúp nhà họ Bạch chúng ta vững mạnh hơn. Thế giới này chính là nơi cá lớn nuốt cá bé, sẽ không ai để ý cháu sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần cháu đứng đủ cao thì sẽ khiến mọi người phải ngước nhìn cháu. Bạch Phàm lạnh nhạt nói. Cháu biết rồi, chú ba, cháu sai rồi, thực lực của cháu hiện giờ vẫn chưa đủ. Bạch Thiếu Đình gật đầu, những lời chú ba nói khiến anh ta quyết tâm hơn, quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Vì tại đất thủ đô này, ngay cả ông nội cũng không thể một tay che trời, chú ba cũng không thể gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần. Suy cho cùng vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao nhất. Chỉ cần cháu đủ mạnh mẽ thì có thể khiến cả thế giới này quỳ xuống dưới chân cháu. Bạch Phàm nói, hãy nhớ kỹ hình bóng người này, trong 10 năm nữa, tuyệt đối đừng chọc vào ông ta, nếu không sẽ đem lại tai họa diệt vong cho nhà họ Bạch. Tạm thời đừng nhắc đến chuyện Tần Lâm nữa, người đó đã muốn bảo vệ nhà họ Tạ thì chúng ta chỉ đành bó tay thôi. Ông ta chính là một con diều hâu luôn nhìn chằm chằm chúng ta. Bạch Phàm nói một cách nghiêm túc, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi cùng kính nể. Bạch Thiếu Đình nhớ kỹ lời dặn của chú ba, hai người ủ rũ quay về nhà họ Bạch. Lúc này, cả nhà họ Tạ đang trở nên vô cùng yên tĩnh, không ai biết bóng lưng ấy là ai, càng không ai dám hỏi, thậm chí còn không dám nhìn. Bởi vì một số người mạnh vô cùng kiêng kỵ những thứ này. Một câu nói đã có thể đẩy lui Bạch Tam ra, thế nên người nhà họ Tạ cảm thấy vô cùng sợ hãi trước sức mạnh to lớn của người này rốt cuộc là ai? Nhà họ Tạ bọn họ quen biết cao thủ lợi hại như thế từ bao giờ vậy? Không đúng, không phải nhà họ Tạ, là Tần Lâm mới đúng. Tạ Hồng Mai nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu, lẽ nào Tần Lâm đã không còn ở thủ đô nữa, anh đi đâu rồi? Rốt cuộc anh đang ở đâu? Tiền bối, Tần Lâm đã đi đâu rồi ạ? Tạ Hồng Mai can đảm hỏi, sắc mặt của đám người nhà họ Tạ đột nhiên tái mét, sợ đắc tội với người đàn ông mạnh mẽ tuyệt đỉnh này. Cậu ta đang đi làm chuyện phải làm, cô không cần lo lắng, làm tốt chuyện bản thân là được rồi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, mặt trời dần lặn xuống phía tây, bóng người đàn ông hắt trên bức tường dần kéo dài ra, ông ta chính là vị quản ngục đã nói chuyện rất lâu với Tần Lâm trong nhà tù Tần Thành trước đó Thương Lộc. Tôi phải đi tìm anh ấy, dù trên trời hay dưới biển thì tôi cũng nhất định phải tìm được anh ấy. Tạ Hồng Mai trầm giọng nói, cô tưởng cô có thể tìm được cậu ta chắc. Đợi đến lúc cô tìm được cậu ta thì có lẽ chính là ngày chết của cô rồi. Thương Lộc lạnh lùng liếc nhìn Tạ Hồng Mai khiến toàn thân cô run rẩy, cảm thấy khó thở. Tôi không sợ, dù có chết, thì tôi cũng phải ở bên Tần Lâm, chàng là đá, ta là rêu, rêu mảnh như tơ, quấn đá không rời. Sự ngoan cường của Tạ Hồng Mai khiến Thương Lộc vô cùng bất ngờ, người phụ nữ này đúng là không sợ chết. Cô ấy bây giờ đã là cao thủ tứ mạch rồi. Cũng có thể coi như là trợ thủ đắc lực của Tần Lâm, có thể sự xuất hiện của cô cũng sẽ giúp cổ vũ tinh thần chiến đấu của anh. Vậy được, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Thương Lộc lạnh lùng lên tiếng trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Hồng Mai. Nhưng Tạ Hồng Mai không hề sợ hãi, cô ấy nhìn thấy khẩu hình miệng của Thương Lộc tam tinh đôi. Tam tinh đôi, Tần Lâm đến đó làm gì? Tạ Hồng Mai nhíu mày, cô ấy không biết mục đích của Tần Lâm, nhưng lúc này... Cô chắc chắn sẽ không để anh một mình xông vào nguy hiểm, hiện giờ cô ấy đã là cao thủ tứ mạch rồi, nhất định phải sát cánh cùng Tần Lâm. Đã lựa chọn ở bên nhau thì cả đời này phải sống chết có nhau. Bố, con xin lỗi, con phải đi đây, nếu có chuyện không may gì, thì xin bố đừng trách con gái bất hiếu, con và Tần Lâm sống chết không rời, con phải đi tìm anh ấy. Khi Tạ Hồng Mai ngẩng đầu lên, không biết Thương Lộc đã đi đâu mất rồi, mà lúc này... Trên khuôn mặt của Tạ Giang Hoài cũng đầy cảm xúc phức tạp. Bảo trọng, mặc dù Tạ Giang Hoài rất đáng hận, nhưng dù sao Tạ Hồng Mai cũng là con gái ông ta, lần này cô đi, có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều. Người đó mạnh mẽ đến mức bọn họ không thể biết ông ta là một người như thế nào, mà Tần Lâm lại có quan hệ tốt với người đó, giúp bảo vệ nhà họ Tạ bọn họ, đối với nhà họ Tạ mà nói thì đây cũng là một cơ duyên. Ngay cả Bạch Tam gia cũng không dám tỏ ra thô lỗ trước mặt ông ta, điều đó chứng tỏ, nhà họ Tạ bọn họ đã lấy được một kim bài miễn chết. Mong rằng một ngày nào đó, Tạ Hồng Mai và Tần Lâm có thể bình an trở về. Lúc này, Tạ Giang Hoài cũng đã biết, ai mới là ông trùm thực sự. Tạ Hồng Mai kiên quyết quay người rời đi, trong mắt đám người nhà họ Tạ, hình bóng Tạ Hồng Mai lúc này vô cùng cao lớn. Tam tinh đôi. Tần Lâm, em chắc chắn sẽ tìm được anh, hãy đợi em.
cho dù có chết thì em cũng sẽ chết cùng anh đừng hòng thoát khỏi em. Cả đời này cũng đừng hòng. Thế nhưng, lúc này, tại bờ nam sông Mỏ Vịt, Tần Lâm đang đứng ở trên ngọn đồi cao, nhìn chằm chằm vào di chỉ tam tinh đôi ở bên kia bờ sông, trong lòng rất lâu không thể bình tĩnh trở lại. Bố, con đến rồi. Bên ngoài tam tinh đôi được bao quanh bởi rất nhiều lan can và hệ thống phòng thủ nhân tạo, tạo nên một khu ổ chuột có diện tích không nhỏ. Nhưng Tần Lâm biết bản thân anh nhất định phải vào trong đó mới có thể nhìn thấy chân tướng sự việc. Văn minh tam tinh đôi rốt cuộc là tồn tại như thế nào, chắc bố anh vẫn còn ở đó nhỉ? Tần Lâm cẩn thận từng bước, tất nhiên đối với anh mà nói, hệ thống phòng thủ này chỉ là đồ trưng bày mà thôi. Khi Tần Lâm đi đến khu bảo tồn khai quật tam tinh đôi, thì đã xuống sâu dưới lòng đất hơn 70 mét rồi, không ngờ có thể xây dựng một cung điện quy mô nhỏ ở nơi sâu như thế, điều này thực sự quá đỗi kinh ngạc. Mà Tần Lâm thấy không ít những đồ vật mang cảm giác khoa học kỹ thuật ở nơi này, thậm chí có một số thứ anh còn không biết tên, không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Thiết kế ở đây vô cùng đơn giản, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng tinh tế. Trong đại điện cũng rất đơn giản, mấy bộ bàn ghế, ba cái chén đều được làm vô cùng bắt mắt và chắc chắn, chắc là được tạo thành từ đá tinh kim, hơn nữa đồ cũng rất bền, trên đỉnh đại điện có không ít cây đèn tường, tất cả đều có màu trắng sữa, vả lại, còn không thấy mối nối, dường như nó ngay từ đầu đã nối liền vào tường. Tần Lâm biết, cái này chắc chắn không phải được lắp, mà nó vốn dĩ đã như vậy. Trong đại điện đơn giản quy củ này vô cùng lộn xộn, thậm chí Tần Lâm còn nhìn thấy không ít dấu vết đánh nhau, lẽ nào là bố anh? Tần Lâm cau mày, anh không biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất rõ ràng, tại đây không lâu trước đã xảy ra một trận đánh nhau, cách thời gian hiện tại rất gần, thậm chí có thể là ngay ngày hôm nay. Bởi vì, Tần Lâm có nhìn thấy vài giọt máu tươi dưới đất. Bố, rốt cuộc bố đang ở đâu? Đây là nơi nào? Tần Lâm lẩm bẩm, tay anh dựa vào cột đá bên cạnh đại điện, không ngờ cột đá bất ngờ xoay chuyển, cây cột khẽ rung chấn, sự rung chấn vô cùng nhẹ. Người bình thường căn bản không thể phát hiện ra. Thế nhưng, Tần Lâm thì khác, anh đã đả thông 7 kinh mạch, các giác quan nhạy hơn người bình thường rất nhiều, lòng bàn tay anh có thể cảm nhận được sự rung chấn có quy luật của cột đá, hình như là một loại tần số khó đoán nào đó. Hơn nữa trên bề mặt cột đá vô cùng khô, dù ở dưới độ sâu 70 mét dưới lòng đất, nhưng những cột đá này lại không bị ẩm ướt chút nào, điều này là không thể. Trái tim Tần Lâm khẽ hẫng nhịp, dường như cây cột đá trông có vẻ bình thường này lại không hề đơn giản. Trong đại điện, có tổng cộng 7 cây cột đá, quan sát một hồi, Tần Lâm mới phát hiện đây là trận địa Bắc Đầu Thất Tinh. 7 cây cột đá này có hình dạng cái thìa của Bắc Đầu Thất Tinh, khiến Tần Lâm vô cùng ngạc nhiên. Tại sao bắt buộc phải xây đại điện dưới lòng đất này thành hình dáng như vậy? Tần Lâm đi tới bên một cây cột đá khác, vẫn là rung chấn nhẹ đó, hơn nữa còn theo một tần suất hoàn toàn giống với cái kia. Tần Lâm lần lượt thử chạm vào tất cả 7 cây cột đá, và tần suất hoàn toàn đồng nhất. Nếu một hai cây thì có thể nói là trùng hợp, nhưng tất cả 7 cây cột này đều rung y như nhau, điều đó khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Tần Lâm cảm thấy, trong cây cột đá này hình như có một mối liên hệ nào đó, cảm giác khi chạm vào giống như cảm nhận được sự rung động du dương của nước chảy, người bình thường căn bản không thể cảm nhận được. Trên cột đá có khắc một số ký tự dày đặc, Tần Lâm hoàn toàn không nhận ra. Nhưng nó trông giống như chữ tượng hình, tất nhiên đó chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Rốt cuộc 7 cây cột đá này có tác dụng gì? Tần Lâm cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng nền văn minh tam tinh đôi này có thực sự như lời Thương Lộc nói, là một nền văn minh ngoài trái đất vô cùng lợi hại? Hay nó chỉ là một nhánh của nền văn minh Maya? Mọi thứ đều vô cùng bí ẩn và chưa có lời giải đáp, Tần Lâm không thể đoán được. Tuy nhiên lúc này, có một tiếng gọi truyền đến từ cuối hành lang đại điện. Con trai, đi, mau chóng rời khỏi đây. Trái tim của Tần Lâm trùng xuống, sắc mặt khẽ thay đổi. Là tiếng gọi của bố anh sao? Ông ấy bảo anh mau chóng rời khỏi nơi này, ngay cả thực lực của ông ấy cũng không đủ để răn đe nơi này sao? Chẳng lẽ ông ấy đã gặp phải nguy hiểm? Tần Lâm không có thời gian suy nghĩ, liền nhanh chóng xông vào con đường cuối hành lang đại điện. Lối đi không hề hẹp, nó rộng khoảng hơn 1 mét. Nhưng sau khi Tần Lâm tiến vào sâu trong con đường thì cảm giác như tiến vào một đại điện thu nhỏ vậy, nhỏ hơn rất nhiều so với đại điện khi nãy, nhưng lại vô cùng tinh tế. Tần Lâm còn nhìn thấy hai chiếc giường đá vô cùng lớn,
trên giường có hai cỗ quan tài bạch ngọc. Đúng vậy, chính là quan tài, mặc dù có hình bầu dục, trông không giống quan tài lắm, nhưng Tần Lâm có thể khẳng định, đây chính là quan tài. Xung quanh quan tài còn có hoa văn dày đặc, đẹp vô cùng, không biết những bông hoa kỳ lạ được điêu khắc tinh tế này là loại hoa gì. Chiếc quan tài này không lớn lắm, cỡ bằng quan tài của loài người. Trước khi Tần Lâm đến đây cũng đã tìm đọc không ít tài liệu về Tam Tinh Đôi, nhất là sau khi anh đến đây, phát hiện một số vật dụng thờ cúng và tượng người ở đây khác hoàn toàn so với con người, đôi mắt lồi ra ngoài, thân hình cao lớn, nếu đây là biểu tượng của nền văn minh Tam Tinh Đôi thì e là bọn họ và loài người chắc chắn không giống nhau hoàn toàn. Người Atlantis gần như vẫn có những đặc điểm ngoại hình giống với con người, duy chỉ thân hình bọn họ cao lớn, khỏe mạnh hơn một chút. Nhưng những bức tượng Tam Tinh Đôi ở đây khác hoàn toàn so với con người. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Lúc này, trong chiếc quan tài bạch ngọc bỗng rung lắc mạnh, dường như có người nằm bên trong quan tài không ngừng vùng vẫy, gõ mạnh vào nắp quan tài. Con trai, mau đi đi, mau chóng rời khỏi đây. Giọng nói của Tần Chỉ lại vang lên bên tai Tần Lâm, sắc mặt Tần Lâm khẽ thay đổi, bước đi như bay xông tới cỗ quan tài bạch ngọc. Nhưng Tần Lâm có đẩy cỡ nào cũng không thể mở được nắp quan tài ra, thế nhưng bên trong quan tài vẫn không ngừng giãy giụa. Con sẽ không để bố chết ở đây. Tần Lâm trầm giọng nói. Tần Lâm đã cố hết sức mà không thể đẩy được nắp cỗ quan tài bạch ngọc này, nhưng lúc này, Tần Lâm cũng không quan tâm được nhiều như thế, anh búng tay một cái, kiếm thất tinh hiện ra. Tần Lâm cầm thất tinh Long Uyên, vung lên chém mạnh vào chiếc quan tài bạch ngọc, ngay sau đó. Quan tài bạch ngọc lập tức bị Tần Lâm chém thành hai nửa. Tần Lâm nhanh chóng đẩy nắp quan tài ra, lúc này, bố anh đang bị trói bên trong quan tài, sắc mặt tái nhợt. Bố không sao chứ? Tần Lâm thấy cơ thể bố anh đang bị quấn chặt bằng dây tơ màu trắng, chỉ có khuôn mặt là lộ ra ngoài. Bố không sao, sao con không nghe lời vậy con trai, mau đi đi, nơi này quá tà ác. Sắc mặt Tần Chỉ u ám, tức giận nói. Tần Lâm cũng không nói nhiều. Nhanh chóng cắt đứt dây tơ trên người Tần Chỉ, thế nhưng vô cùng khó khăn bởi sợi dây tơ này cực kỳ chắc chắn, giống như sợi dây gai vậy, càng giãy giụa càng siết chặt hơn, không biết làm từ vật liệu gì, chẳng trách ngay cả với thực lực của Tần Chỉ cũng không thể thoát ra. Đúng lúc này, toàn bộ cung điện bắt đầu rung lên, lối đi kia bỗng chốc bị cánh cửa đá từ trên trời từ từ rơi xuống chuẩn bị bịt lại. Mau, chạy mau, mặc kệ bố. Tần Lâm không quan tâm đến lời của Tần Chỉ. Mà gắng sức dùng thất tinh Long Uyên chặt đứt sợi dây tơ, lúc này, cửa đá đã hoàn toàn sập xuống, bịt kín toàn bộ đại điện. Hồ đồ, con đúng là hồ đồ, con làm vậy có khác nào chui vào chỗ chết? Tần Chỉ chỉ vào Tần Lâm nói với dáng vẻ tiếc hận, hiện giờ hai bọn họ đã bị nhốt trong đây rồi, như vậy chẳng phải đã hết cách rồi sao? Trái tim Tần Lâm trùng xuống, nhìn sang Tần Chỉ, anh chắc chắn không hề hối hận khi làm như vậy. Sao bố lại bị nhốt ở đây? Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào vẫn còn có dấu tích tồn tại của Tam Tinh Đôi sao? Ánh mắt Tần Lâm nhìn chằm chằm vào bố mình. Con vẫn có tâm trạng quan tâm đến điều này à? Còn không không mau nghĩ cách thoát ra khỏi đây đi. Tần Chỉ cảm thấy vô cùng buồn phiền và bất lực. Tần Lâm thật sự đã không tiếc bất cứ giá nào để cứu ông ấy. Nhưng đối với ông ấy mà nói, thì như vậy đồng nghĩa với việc cả hai đã bị mắc kẹt trong đây. Con muốn biết chuyện về Tam Tinh Đôi. Tần Lâm nói. Đúng là Tam Tinh Đôi vẫn còn có người sinh sống, nhưng bọn chúng đã chạy đi rồi, chỉ có bố bị bọn chúng trói nhốt ở đây, bọn chúng đang muốn nhốt chúng ta ở đây đến chết. Tần Chỉ thở dài nói. Mau chóng nghĩ cách mở cánh cửa này đi. Thực lực của người Tam Tinh Đôi vô cùng mạnh, bọn chúng giờ đã rời đi và chắc chắn sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến loài người chúng ta. Nếu không thể nhanh chóng thoát ra, chúng ta chết chỉ là chuyện nhỏ. Thế giới bên ngoài có thể sẽ xảy ra đại loạn. Vâng, để con qua đó xem thử. Sắc mặt Tần Lâm u ám, lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh đi đến trước cánh cửa đá, quan sát xung quanh, nhưng không tìm ra manh mối gì, cánh cửa này giống như rơi ra từ trong không khí vậy, hoàn toàn đóng chặt, không có bất kỳ dấu vết gì. Bố sang bên này. Tần Chỉ nói rồi đi sang phía bên kia, hai người quay lưng vào nhau không ngừng tìm kiếm. Nhưng cung điện bí mật này đã bị bịt kín hoàn toàn, căn bản không có đường ra. Tần Lâm cảm thấy vô cùng buồn bực, thở dài một hơi, lúc này, anh đột nhiên quay người, tung một quyền như sầm rền gió cuốn vào ngực Tần Chỉ, sắc mặt Tần Chỉ bỗng chốc thay đổi,
lùi bước về phía sau. Đánh cả bố mình, mày đúng là bất hiếu. Tần Chỉ tức giận mắng chửi. Tao mới là bố mày. Tần Lâm cười chế nhạo. Sao mày phát hiện? Tần Chỉ khẽ mỉm cười, khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Ông ấy sẽ không gọi tao là con trai, chỉ dựa vào điều này là đủ để biết rồi, mày rốt cuộc là ai? Tần Lâm trầm giọng nói, người trước mặt này chắc chắn không phải bố anh, về phần hắn là ai thì bản thân anh cũng không biết. Mối quan hệ giữa hai người không thân thiết như tưởng tượng, vì thế Tần Chỉ sẽ không gọi anh là con trai, mặc dù kẻ này biết mối quan hệ của bố con anh nhưng lại không biết mối quan hệ của họ thế nào. Xem ra, quan hệ giữa bố con mày chẳng ra sao nhỉ, ha ha ha. Tần Chỉ che miệng cười, khẽ lắc người, khuôn mặt từ từ xảy ra thay đổi to lớn, xé rách quần áo trên người, một bóng hình xinh đẹp màu xanh lam xuất hiện trước mắt anh. Một người phụ nữ. Tần Lâm sững sờ, không ngờ lại là một người phụ nữ biến thành, nếu không nhờ có mối quan hệ giữa bố con anh thì e là anh đã bị cô ta lừa rồi, ai lại đề phòng bố mình chứ? Sống mũi cao, gương mặt tinh xảo, con người màu hồng cho người ta cảm giác như một con búp bê sứ, dáng người kiêu hãnh, cao xấp xỉ Tần Lâm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp mà Tần Lâm không thể hiểu nổi. Cô ta đẹp đến nghẹt thở, tựa như bức tượng được điêu khắc bằng pha lê, đẹp không tì vết, khiến người ta cảm thấy như đây là một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải con người. Dường như cô ta rất tò mò về anh, nhưng lúc này, Tần Lâm cũng tràn đầy dấu hỏi về cô ta, người này là người tam tinh đôi sao. Chuyện này quá vô lý rồi đi, người từ mấy nghìn năm trước, trải qua bao nhiêu năm sống dưới mặt đất, mà vẫn tồn tại đến bây giờ, chuyện này quá phi thực tế. Dù có là trong phim thì anh cũng khó có thể chấp nhận. Người Atlantis luôn sinh sống dưới biển sâu, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng người tam tinh đôi vẫn còn tồn tại đến ngày nay sao? Điều này thật khó hiểu. Đừng nói nhảm nữa, mày rốt cuộc là ai? Bố tao đang ở đâu? Tần Lâm trầm giọng nói. Dường như người phụ nữ này biết bố anh đang ở đâu, nhưng có vẻ như mục đích của cô ta là giết anh. Nụ cười cô ta vô cùng mập mờ. Ánh mắt dịu dàng đưa tình, như thể cô ta và Tần Lâm không phải kẻ thù của nhau. Gấp gáp làm gì, sớm muộn gì mày cũng sẽ biết thôi, ha ha ha. Đúng rồi, quên nói cho mày biết, tao tên là Địch Luân Á, đến từ Văn Minh Tam Tinh. Văn Minh Tam Tinh. Trái tim của Tần Lâm như bị thứ gì đó đập mạnh, Văn Minh Tam Tinh là thứ quái quỷ gì? Xem ra những gì lúc trước Thương Lộc nói với Tần Lâm không phải là vô căn cứ. Những sự việc kỳ lạ xảy ra ở Tam Tinh Đôi đều là sự thật. Nhất là cung điện dưới lòng đất mới được phát hiện này, đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Tần Lâm. Mày nói với tao những điều này làm gì? Tao chỉ muốn biết bố tao đang ở đâu. Tần Lâm lạnh lùng nói. Mày đúng là đồ đầu gỗ, chẳng lẽ tao không đẹp sao? Sao cứ muốn đi tìm bố vậy, không phải mối quan hệ giữa hai người không tốt đẹp à? Địch Luân Á mỉm cười nói. Nụ cười xinh đẹp như trăm hoa đua nở, nhưng Tần Lâm không có tâm trạng nghĩ đến những thứ khác. Người phụ nữ này vô cùng nguy hiểm, nếu vừa rồi không phải anh nhạy bén sớm đã đề phòng thì rất có thể giờ anh đã trở thành cái xác chết rồi. Liên quan gì đến mày? Nếu mày không nói thì đừng trách tao không khách sáo. Tần Lâm nghiêm túc nói. Anh không biết người văn minh tam tinh mạnh đến cỡ nào, nhưng nền văn minh này có thể luôn tồn tại trên đất hoa hạ. Sinh sống cùng con người thì chứng tỏ đây chính là bản lãnh của bọn họ, điều này Tần Lâm cũng phải công nhận. Nhưng sự tồn tại của văn minh tam tinh chính là kẻ thù lớn nhất của văn minh loài người. Còn có văn minh Maya và văn minh Atlantis, bọn họ đều không tương thích với văn minh loài người trên trái đất. Nhớ lại những vết máu tươi vừa rồi anh nhìn thấy ở bên ngoài, lẽ nào bố anh đã gặp nguy hiểm rồi? Không thể nào. Thực lực của bố anh còn mạnh hơn anh, chắc chắn không thể xảy ra chuyện. Tần Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng giờ bố anh đang ở đâu? Có vẻ như người phụ nữ này đặc biệt ở đây để đợi anh. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Tao mới là người nên hỏi câu này mới đúng, thời gian của mày không còn nhiều nữa, nhưng đáng tiếc là mày vẫn không biết hoàn cảnh của mình, ha ha ha. Địch Luân Á mỉm cười nói. Bọn mày chẳng qua chỉ là tàn tích của nền văn minh còn sót lại trên trái đất mà thôi, có gì đáng kiêu ngạo chứ? So sánh với nền văn minh loài người thì chúng mày nên biến mất hoàn toàn đi, nơi này không thuộc về chúng mày. Tần Lâm lạnh lùng nói. Buồn cười quá, mày muốn chọc tức tao à? Đáng tiếc, mày vẫn chưa có bản lĩnh đó,
văn minh tam tinh chúng tao là văn minh ngoài trái đất thực sự, nền văn minh loài người bọn mày mới phát triển mấy nghìn năm chứ. Mày nghĩ văn minh loài người xứng tầm đứng ngang hàng với văn minh tam tinh bọn tao chắc? Đúng là buồn cười. Địch Luân Á khinh thường nói. Thế à, vậy sao chúng mày còn phải sống chui sống lủi như chó chết vậy? Văn minh tam tinh hùng mạnh như thế sao còn phải trốn dưới đất như chuột cống vậy? Bọn mày có bao nhiêu người? Chắc bọn mày sợ bị loài người chúng tao răng lưới bắt hết về làm vật thí nghiệm đúng không? Còn tỏ vẻ cao sang, kiêu ngạo trước mặt tao, các người đã không còn chỗ đứng nữa rồi, văn minh tam tinh, tao thấy chúng mày còn không bằng văn minh Atlantis nữa. Tần Lâm tỏ ra xem thường, bấy giờ, sắc mặt của Địch Luân Á đã trở nên vô cùng u ám, rõ ràng là Tần Lâm đã chọc đúng chỗ đau của cô ta. Cô ta luôn cho rằng, văn minh tam tinh lấn át văn minh nhân loại về mọi mặt. Văn minh nhân loại căn bản không thể so sánh với bọn họ, nhưng Tần Lâm lại hạ thấp bọn họ theo cách này. Nhưng thực tế, những gì Tần Lâm nói chính là hoàn cảnh của văn minh tam tinh bây giờ, bọn họ căn bản không đủ năng lực để tranh giành với văn minh nhân loại, chỉ có thể ngắc ngoài thoi thóp. Sao, tao nói chúng rồi đúng không? Văn minh tam tinh chúng mày sắp bị diệt vong rồi, mày vẫn không cam tâm sao? Lần đầu tao nghe đến văn minh tam tinh đấy. Văn minh Maya và văn minh Atlaruti ít ra đã tồn tại mấy nghìn năm rồi, còn chúng mày thì sao, ha ha ha, chỉ có thể nói là rác rưởi. Tần Lâm lắc đầu, giây phút này, ánh mắt Địch Luân Á đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, sát khí bùng lên trong mắt chĩa thẳng vào Tần Lâm. Mày đã hết cơ hội rồi, tạo quyết định sẽ giết chết mày. Mỗi câu nói của Tần Lâm đều như những nhát dao cứa vào trái tim đầy căm phẫn của Địch Luân Á. Mày không thể hiểu được nền văn minh tam tinh đâu, nền văn minh trái đất chúng mày không đáng để nhắc tới, trong mắt nền văn minh tam tinh chúng tao, nền văn minh Maya hay nền văn minh Atlantis cũng đều là thấp kém hết, hôm nay mày phải chịu chết. Nhưng tao có thể cho mày một cơ hội, giao vật tổ tận thế ra đây thì tao có thể cho mày chết toàn thây. Địch Luân Á lạnh lùng nói, bây giờ trên mặt cô ta đã không còn nụ cười hả hê như lúc trước nữa. Vật tổ tận thế, ha ha ha. Thì ra mục tiêu của mày là vật tổ tận thế, xem ra mày cũng lên kế hoạch kỹ đấy, đến cả tin vật tổ tận thế ở trong tay tao mà cũng biết, không thể không nói, chúng mày làm tao rất tò mò đấy, nền văn minh tam tinh là nền văn minh như thế nào vậy? Tần Lâm cười nói, nhưng nền văn minh tam tinh của chúng mày ồn ào như vậy, đúng là tao không dám lấy lòng, mày muốn vật tổ tận thế trong tay tao cũng không phải là không thể. Đầu tiên phải nói cho tao biết bố tao đang ở đâu, nói xong thì tao sẽ giao vật tổ tận thế cho mày. Mày không có tư cách ra điều kiện với tao, chỉ là tao không muốn động tay thôi, một khi tao muốn thì mày sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Khuôn mặt Địch Luân Á lạnh lùng vẫn rất xinh đẹp, nhưng lòng dạ lại độc ác, Tần Lâm cũng không ra điều kiện với cô ta. Vậy cứ thử mà xem, nếu mày không nói cho tao biết bố tao ở đâu thì mày đừng hòng lấy được vật tổ tận thế. Tần Lâm nhún vai, ánh mắt hai người giao nhau tóe lửa, không ai chịu nhường bước, trận chiến này buộc phải diễn ra. Tần Lâm biết nếu không cho cô ta một bài học thì cô ta sẽ không biết sự lợi hại của anh, nền văn minh tam tinh có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là nền văn minh lỗi thời mà thôi, bọn họ còn muốn chiếm vị trí chủ đạo trong nền văn minh nhân loại, thậm chí là muốn áp đảo nền văn minh nhân loại, sao có thể chứ? Đúng là không biết điều, vậy tao sẽ giết mày trước rồi lấy vật tổ tận thế sau. Cơ thể Địch Luân Á lóe lên, tiến tới chỗ Tần Lâm, ngay giây sau hai bóng dáng đã ở ngay cạnh nhau, Tần Lâm không ngờ Địch Luân Á nói ra tay là ra tay, hơn nữa tốc độ của cô ta cũng vô cùng nhanh, hai cánh tay mảnh khảnh nhưng lại rất cứng rắn, chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Tần Lâm. Hai người không ngừng xuất chiêu, hai nắm đấm va vào nhau, sức mạnh của Địch Luân Á cũng không kém Tần Lâm, hai người đã giao đấu với nhau hơn 10 chiêu mà vẫn chưa phân cao thấp. Ngược lại Tần Lâm phải khẳng định rằng không thể khinh thường thực lực của Địch Luân Á. Tốc độ của Địch Luân Á cũng phải ngang ngửa Tần Lâm, hơn nữa sức mạnh của cô ta cũng khiến Tần Lâm không ngờ, sức mạnh này là bẩm sinh đã có, mỗi lần cô ta tung nắm đấm đều rất khí phách, ngăn chặn được hết những chiêu của Tần Lâm, mà khí thế cô ta chèn ép anh cũng không hề giảm. Trong lòng Tần Lâm nghiêm nghị, xem ra sức mạnh của Địch Luân Á là bẩm sinh, hơn nữa tốc độ và sức mạnh hung hãn như vậy cũng không hề có chút giảm sút nào. Khiến cao thủ đả thông bảy kinh mạch như anh không dám khinh thường. Địch Luân Á không hề có chiêu thức bài bản gì, mà mỗi chiêu của cô ta chỉ là phản ứng theo bản năng, vô cùng mạnh mẽ, lấn át tất cả. Vô chiêu thắng hữu chiêu,
vì sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sức mạnh đã khiến Tần Lâm toát mồ hôi hột rồi. Bịch bịch bịch. Trận chiến của hai người vô cùng căng thẳng, Tần Lâm thầm cảm thán, đây là sức mạnh cơ thể của người tam tinh sao? Đáng sợ quá, đây chắc chắn không phải là kỹ năng tập luyện lâu năm mà sức mạnh bẩm sinh của bọn họ vốn đã mạnh mẽ như vậy rồi, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Địch Luân Á càng dao động hơn Tần Lâm, vì lúc trước đánh nhau với Tần Chỉ bọn họ đã cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, mà tên Tần Lâm này cũng không hề kém cạnh, chẳng lẽ trong nền văn minh nhân loại toàn là cao thủ như vậy sao? Trận chiến giữa Địch Luân Á và Tần Lâm càng ngày càng quyết liệt, Tần Lâm phải dùng thực lực của mình, từng bước đả thông kinh mạch mới trở thành cao thủ thất mạch như hiện tại, nhưng Địch Luân Á là tư chất tự nhiên của người tam tinh, cơ thể mạnh mẽ khác hẳn người thường, cho nên bọn họ mới coi thường loài người như vậy. Nhưng lần này gặp hai người đều có thực lực không hề đơn giản. Địch Luân Á cũng định rời đi rồi nhưng sau khi lấy được ký ức của Tần Trì, cô ta mới biết Phật Tổ tận thế ở trong tay Tần Lâm nên cô ta mới ở đây đợi Tần Lâm cắn câu. Cuối cùng Tần Lâm cũng đến nhưng sự việc lại không thuận lợi như cô ta nghĩ. Đôi tay Tần Lâm đan vào nhau, đứng hiên ngang, liên tiếp tung nắm đấm kết hợp với ấn quyết, Địch Luân Á dần bị thế tấn công của Tần Lâm đẩy vào thế yếu, vì sức mạnh của cô ta không đủ để giết Tần Lâm, mà càng về sau anh càng làm chủ được tình hình bắt đầu phản kích lại. Thực lực của người tam tinh rất mạnh nhưng bọn họ lại không đủ sức chịu đựng, cho nên sau một hồi đánh không lại Tần Lâm thực lực của Địch Luân Á bắt đầu xuống dốc, đặc biệt là bây giờ cô ta vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Sau khi trưởng thành người tam tinh mới cao đến mức hơn 2 mét, phải ngang với người Atlantis, Địch Luân Á bây giờ mới chỉ là cô gái 14-15 tuổi thôi. Sau khi đối mặt với trận cuồng phong của Tần Lâm, Địch Luân Á cắn chặt răng, cố gắng tiếp chiêu nhưng hoàn toàn không thể thay đổi được tình hình. Tần Lâm đã nắm được thế chủ động, Địch Luân Á đã mất đi lợi thế, bây giờ cô ta đã trở nên bị động hơn rất nhiều. Xem ra người tam tinh chúng mày cũng không mạnh lắm nhỉ, lại còn khoe khoang mình lợi hại lắm, mày đúng là không biết xấu hổ đấy. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, anh đánh liên tiếp ba chưởng lên vai Địch Luân Á, cô ta phun ra một ngụm máu màu hồng, sắc mặt vô cùng khó coi, lảo đảo lùi về phía sau, ánh mắt kinh hoàng. Tần Lâm được đà không chịu buông tha, nhanh chóng tiếp cận, liên tiếp những nắm đấm như vũ bão khiến Địch Luân Á chật vật, cuối cùng vươn tay túm lấy cổ cô ta, lần này cô ta không chạy thoát được rồi. Bị túm cổ, đôi mắt xinh đẹp của Địch Luân Á lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng cô ta không dám cử động. Xem ra, người tam tinh không mạnh như tao tưởng nhỉ. Tần Lâm cười lạnh khiến Địch Luân Á càng căm phẫn, nhưng cô ta biết mình không phải là đối thủ của Tần Lâm, không thể giết anh là điều tiếc nuối nhất của cô ta. Tiếc là chỉ thiếu một bước nữa. Địch Luân Á trừng mắt nhìn Tần Lâm không nói gì. Sao thế, bây giờ có thể nói rồi, bố tao ở đâu, xào huyệt của người tam tinh ở đâu? Tần Lâm trầm giọng nói. Có giỏi thì mày giết tao đi. Địch Luân Á cười nói. Mày nghĩ tao không dám sao? Tần Lâm bóp chặt chiếc cổ ngọc ngà của Địch Luân Á, mặt cô ta tái mét sắp tắt thở rồi. Trong ánh mắt cô ta cuối cùng cũng lóe lên một tia sợ hãi. Tao không muốn dài dòng với mày, người tam tinh chúng mày muốn làm gì, bố tao ở đâu, nói hết tất cả những gì mày biết cho tao, nếu không mày biết kết cục của mày rồi đấy. Giọng nói của Tần Lâm rất bình thản, Địch Luân Á đã mất đi thế chủ động, hoàn toàn không có tư cách để đôi co với anh nữa. Đây chính là xào huyệt của chúng tao, nếu không phải vì kẻ đào mộ của nền văn minh nhân loại thì chúng tao cũng sẽ không bị phát hiện, đáng ghét. Địch Luân Á cắn răng, không cam tâm. Bố mày và bố mẹ tao đã rời khỏi đây rồi, nhưng nghĩ lại thì bố mày cũng chẳng phải là đối thủ của hai người họ. Hừ, ông ta cũng mạnh đấy nhưng chẳng là cái thá gì so với hai người tam tinh kết hợp lại cả, bây giờ chắc bố mày đã chết rồi. Địch Luân Á cười u ám khiến lòng Tần Lâm chịu nặng. Còn hai người tam tinh nữa. Sắc mặt Tần Lâm u ám, xem ra bố anh đã bị bọn họ chèn ép rồi, bây giờ cũng không rõ sống chết. Người tam tinh đúng là vô cùng gian xảo, lúc này Tần Lâm đã rơi vào thế bị động, sự an nguy của bố mới là điều mà anh quan tâm nhất, bây giờ không chỉ là cuộc chiến giữa nền văn minh tam tinh và nền văn minh nhận lại nữa, xem ra đứa nhóc này đã tính toán kỹ hết mọi thứ. Xem ra, sự sống chết của bố tao phụ thuộc vào mày rồi. Tần Lâm cười nói. Cho nên mày muốn giết tao. Địch Luân Á nheo mắt lại nhìn thẳng vào Tần Lâm. Mày nói xem, nếu tao không giết mày thì sao báo thù cho bố tao được?
bây giờ tốt nhất là mày nói hết tất cả mọi chuyện cho tao biết, nếu không tao cũng không dám đảm bảo tao sẽ không giết mày, mày không muốn chết đúng không? Mà tao thấy tam tinh cũng chẳng có mấy người, chẳng qua là sống tạm bợ qua ngày, chỉ dựa vào mấy người mà muốn làm bá chủ nền văn minh nhân loại, tao cũng tò mò thật đấy, mày lấy đâu ra niềm tin lớn như vậy hả? Tần Lâm khịt mũi coi thường, nhưng Địch Luân Á vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, đứa nhóc này không sợ chết sao? Tần Lâm không tin. Rốt cuộc tam tinh có bao nhiêu người? Chúng mày muốn làm cái gì? Chúng mày ẩn trốn ở trái đất bao nhiêu năm rồi? Tần Lâm lại dùng một tay bóp cổ khiến Địch Luân Á tái mét mặt, lúc này Địch Luân Á đã thể hiện rõ là hít thở dồn dập, cứ như vậy cô ta sẽ bị ngạt thở mà chết mất. Mày có thể không trả lời, tao cũng có thể giết mày, đương nhiên tao tin bố mẹ mày không có đủ năng lực để giết bố tao. Tần Lâm cười nói, anh đang đánh cược, nếu bố thật sự chết rồi thì tất cả những gì anh làm đều trở lên vô nghĩa, nhưng anh cũng sẽ không tha bất cứ người tam tinh nào. Tần Lâm nhanh trí, lật bàn tay, ba cây kim bạc xuất hiện trong tay anh, sau đó anh đâm thẳng vào ba tử huyệt của Địch Luân Á. Xem ra cơ thể của loài người và người tam tinh không khác nhau mấy, bây giờ cơ thể Địch Luân Á cảm thấy vô cùng lạnh giá, hơn nữa còn bắt đầu vã mồ hôi lạnh. Mày làm gì với tao? Trong mắt Địch Luân Á có chút hoảng sợ, lúc này cô ta không biết phải làm sao vì cô ta không biết Tần Lâm vừa làm gì mình cho nên mới càng sợ hơn, vì không biết mới sợ hãi. Lát nữa cơ thể mày sẽ nóng không thể chịu được, sau đó điên cuồng cởi quần áo, cuối cùng không chịu được nữa sẽ muốn giao phối, lúc đó muốn lẳng lơ bao nhiêu sẽ lẳng lơ bấy nhiêu, cuối cùng nếu không được ân ái với đàn ông sẽ vô cùng ngứa ngáy rồi xé nát từng tấc thịt của bản thân ra, thế nào, nghe có kích thích không? Ánh mắt của Tần Lâm không ngừng lấp lánh, Địch Luân Á nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệch, tên đàn ông này quá kinh tởm. Đúng là ma quỷ. Mày mới là thằng đĩ đực. Địch Luân Á nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, bị ba cây châm bạc cắm lên người, bây giờ cô ta bắt đầu muốn cởi quần áo, nhưng một luồng ớn lạnh lại len lỏi vào trong lòng cô ta, nóng lạnh luân phiên, đau đớn không nói lên lời. Cô ta tin Tần Lâm nói thật, anh đã làm gì đó với cô rồi. Bây giờ tao hỏi mày có nói không? Tao là người nói lời giữ lời, nếu mày nói sự thật cho tao thì tao sẽ tha cho mày một con đường sống. Tần Lâm đắc ý nói. Mày không nói cũng được thôi nhưng mày sẽ sống không quá 10 phút nữa, lát nữa mày sẽ tự hủy hoại chính bản thân mày. Tần Lâm buông Địch Luân Á ra nhưng toàn thân Địch Luân Á nóng lạnh luân phiên, sắc mặt trắng bệch, cứ như vậy cô ta sẽ giống như những gì Tần Lâm nói mất, bản thân sẽ cào xé chính mình cho tới chết. Hơn nữa còn cởi sạch quần áo, trở thành một con đĩ vô cùng lẳng lơ. Nụ hoa hoảng sợ đang dần nở rộ trong lòng Địch Luân Á, cô ta thua rồi. Thật ra Tần Lâm chỉ giang dọa cô ta, ba cây châm bạc kia chỉ tạm thời áp chế sức mạnh của cô ta khiến cô ta không thể chống trả mà thôi. Nhưng sự đe dọa đó khiến Địch Luân Á mất đi sự kiên định ban đầu, cô ta không muốn chết, càng không muốn chết thảm thương đến vậy. Tôi nói, Địch Luân Á nghiến răng, bây giờ chỉ có thể đầu hàng Tần Lâm thì cô ta mới có cơ hội sống sót. Mong anh sẽ giữ đúng lời hứa. Ánh mắt phức tạp của Địch Luân Á nhìn thẳng Tần Lâm. Đương nhiên rồi. Khuôn mặt Tần Lâm bình thản, có thể cậy miệng Địch Luân Á là anh đã thắng rồi. Chúng tôi ở đây chỉ có 3 người, tôi và bố mẹ tôi, nhưng trên thế giới có bao nhiêu thì tôi không biết, bố mẹ tôi cũng không biết. Chúng tôi ở trên trái đất phải 40-50 thế kỷ rồi. Không đúng, hình như là 38 thế kỷ, tôi đã sống được 16 thế kỷ, tuổi thọ của người tam tinh phải 80-90 thế kỷ. Nhìn anh chắc cũng phải sống được 20 thế kỷ đúng không? Địch Luân Á trầm giọng nói. Tần Lâm suýt thổ huyết, sống 16 thế kỷ rồi. Cái quái gì vậy, hơn 1.600 năm. Tần Lâm có rút khóe miệng, người tam tinh sống lâu như vậy sao? Các người lấy thế kỷ làm đơn vị sao? Mấy người phải bằng vai với tổ tiên của tôi con mẹ nó rồi. Một thế kỷ là 100 năm. Tần Lâm nói. Đúng đó, loài người dùng năm để tính thời gian thì chúng tôi dùng thế kỷ. Tam tinh thể của chúng tao quay quanh mặt trời một vòng thì cũng bằng trái đất của các anh quay quanh mặt trời 100 vòng. 100 vòng bằng một thế kỷ, tôi mới sống được 16 thế kỷ, tính theo tam tinh thể của chúng tôi thì tôi vẫn chưa trưởng thành nữa kia. Địch Luân Á nói. Tần Lâm đau đầu, tam tinh thể. Chắc là tinh cầu mà người tam tinh ở, bọn họ có thể sống mấy nghìn năm thậm chí là chục nghìn năm sao. Đây chính là sự khác biệt,
số tuổi của một người tam tinh có thể trải dài cả quá trình tiến hóa của nền văn minh nhân loại rồi. Sắc mặt Tần Lâm ngày càng khó coi, xem ra thực lực của người tam tinh đúng là không theo lẽ thường, bây giờ có lẽ bọn họ vẫn đang im lặng chờ đợi cơ hội. Đám người tam tinh này đúng là quá đáng sợ, rùa cụ nghìn năm vạn năm cũng sống dai không bằng bọn họ. Tần Lâm khó có thể tin được nhưng lời của Địch Luân Á chắc không phải nói dối, vì bây giờ cô ta chẳng cần phải lừa anh làm gì, hơn nữa cô ta cũng chẳng dám lừa anh. Cô nhóc này sống hơn 1.600 năm, vị thành niên, mọi người tin nổi không? Trong lòng Tần Lâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ đành cười khổ. Bây giờ Tần Lâm ngày càng tò mò, bọn họ ẩn nấp ở trái đất lâu như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Vô số những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Tần Lâm. Vẻ mặt anh ngày càng trở nên nghiêm trọng, bọn họ sống lâu như vậy, có sức mạnh phi thường cũng là điều dễ hiểu. Nếu bố mẹ của cô ta đến trái đất từ thời kỳ thượng cổ thì rất có khả năng đã trải qua hết quá trình phát triển của nền văn minh nhân loại. Vậy lai lịch của bọn họ là như thế nào? Bây giờ Tần Lâm đã có thể khẳng định một điều, bọn họ là nền văn minh ngoài hành tinh, giữa tam tinh thể và trái đất có khoảng cách rất lớn, hơn nữa thời gian trên tam tinh thể và thời gian trên trái đất cũng không giống nhau. Đây chắc chắn là thời gian xoay quanh mặt trời. Tam tinh thể là tinh cầu như thế nào? Sức mạnh của bọn họ ở nơi nào? Tần Lâm cảm thấy não mình không đủ dùng nữa rồi, nền văn minh tam tinh và nền văn minh trái đất có liên quan gì khác không? Những câu hỏi hóc búa này là thử thách vô cùng lớn với Tần Lâm. Hơn nữa bây giờ nhìn lại 38 thế kỷ trước thì tầm khoảng 1.800 năm trước công nguyên, thời gian này đã xảy ra những gì? Tần Lâm không thể tưởng tượng được. Người tam tinh đúng là một bí ẩn mà nền văn minh nhân loại khó có thể sánh bằng. Trong lòng Tần Lâm cảm thấy xúc động, mặc dù Địch Luân Á là người của nền văn minh tam tinh nhưng cô ta sinh ra ở trái đất, sống hơn 16 thế kỷ rồi, chắc chắn không hiểu biết nhiều về nền văn minh tam tinh. Nền văn minh nhân loại và nền văn minh tam tinh không cùng thời gian, không cùng khu vực, bây giờ Tần Lâm vẫn không biết hai người tam tinh trưởng thành kia muốn làm gì. Mấy người đến trái đất để làm gì? Tần Lâm đặt hy vọng lên Địch Luân Á. Bố tôi nói đến trái đất để tiến hành khảo sát văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng lại bị nền văn minh nhân loại phục kích cho nên người tam tinh mới tản ra khắp nơi trên thế giới, trải qua biết bao nhiêu kỷ nguyên, không biết những người tam tinh khác như thế nào rồi. Trong mắt Địch Luân Á có chút lo âu, bây giờ tình hình của bố mẹ đang rất nguy cấp. Khảo sát văn minh khoa học kỹ thuật. Tần Lâm ngây người, lời của Địch Luân Á anh không thể tin hoàn toàn. Nhưng ít nhất cô ta không lừa anh việc tuổi tác, bọn họ sống cuộc sống tăm tối ở dưới lòng đất biết bao nhiêu năm, rốt cuộc mục đích của họ là gì? Đúng vậy, chúng tôi đến đây với tấm lòng hữu nghị nhưng nền văn minh nhân loại lại dồn chúng tôi vào đường cùng, năm đó không ít người tam tinh đã chết trong tay loài người, cho nên người tam tinh chúng tôi thể sẽ phá hủy nền văn minh nhân loại. Địch Luân Á nghiến răng nói. Tần Lâm không có cảm xúc gì, vì anh biết đối với người tam tinh thì việc làm của bọn họ không sai. Chỉ muốn giao lưu khoa học kỹ thuật giữa hai nền văn minh mà thôi, nhưng đối với nền văn minh nhân loại thì bọn họ là kẻ xâm lược, hơn nữa còn là kẻ xâm lược ngoài hành tinh, trận chiến này không có đúng sai chắc chắn là sự sống còn, một khi thua thì sẽ đồng nghĩa với sự phá hủy của một nền văn minh nhân loại sao có thể cam tâm tình nguyện cúi đầu trước bọn họ chứ? Người tam tinh khoác lác mình là nền văn minh ngoài hành tinh lớn mạnh, chắc chắn sẽ không nhận thua dễ dàng cho nên mâu thuẫn giữa hai bên càng trở lên gay gắt hơn tạo nên thương vong càng lớn, đây cũng là điều khó tránh khỏi. Đây là thời đại, không ai có thể thay đổi được, năm tháng còn dài, thời đại chắc chắn sẽ thay đổi, nhưng sẽ điều không thể thay đổi được là lòng thù hận và căm phẫn của người tam tinh đối với loài người. Người tam tinh không sai, người trái đất cũng không sai, chỉ là cuộc chiến giữa bọn họ có quá nhiều hiểu lầm, và sự cân nhắc sinh tồn của nền văn minh hai bên. Vậy tại sao các người không rời khỏi nơi đây? Chẳng lẽ sống lay lắt là mục đích của các người? Chẳng lẽ các người muốn sống cả đời ở trái đất sao? Hay là các người vẫn luôn muốn tìm thời cơ để báo thù? Ánh mắt sáng rực của Tần Lâm nhìn thẳng vào Địch Luân Á, điều quan trọng nhất bây giờ là cuộc xung đột giữa nền văn minh tam tinh và nền văn minh trái đất. Đây mới là điều anh lo lắng nhất, nền văn minh tam tinh luôn rình rập xung quanh khiến người ta đau đầu. Lúc đầu Thương Lộc có nói với anh những lời đó, chẳng qua chỉ là bóp chết hết nguy hiểm từ trong trứng nước, nền văn minh tam tinh chỉ là một trong số đó, còn có cả nền văn minh Atlantis và nền văn minh Maya nữa, bọn họ vẫn luôn nhòm ngó đến nền văn minh nhân loại.
sự trưởng thành và tương lai của nền văn minh nhân loại đều nằm trong tay bọn họ. Cho nên Tần Lâm nhất định phải bảo vệ từng giây từng phút, không thể để nền văn minh tam tinh làm bất cứ việc gì tổn hại đến nền văn minh nhân loại. Đây là trách nhiệm cũng là mục tiêu của anh. Tôi không biết, chuyện này bố mẹ không nói cho tôi biết, bố mẹ tôi chỉ nói nền văn minh nhân loại rất đáng sợ, lòng người mới là thứ phức tạp nhất. Địch Luân Á dường như có chút hoảng sợ, từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đến truyền cho cô ấn tượng nền văn minh nhân loại là hèn hạ nhất cho nên bọn họ mới sống tăm tối dưới lòng đất. Rốt cuộc bố của tôi ở đâu? Ông ấy có gặp nguy hiểm không? Điều Tần Lâm quan tâm nhất lúc này chính là bố anh, sự an toàn của bố mới là quan trọng nhất. Bố mẹ vì sự an toàn của tôi, sợ tôi bị thương nên mới vừa đánh vừa chạy, rời khỏi nơi này. Nhưng ai thắng ai thua thì tôi không biết. Địch Luân Á nói, nếu chúng tôi không muốn rời khỏi đây thì nền văn minh nhân loại chắc chắn không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi. Các người muốn rời khỏi đây? Tần Lâm nói, bố tôi nói muốn đưa chúng tôi rời khỏi trái đất về hành tinh mẹ của chúng tôi, tam tinh thể. Địch Luân Á nói với Tần Lâm, mẹ tôi nói hành tinh mẹ của chúng tôi là hành tinh đẹp nhất thế giới, tam tinh thể do ba tinh thể hợp thành. Vậy tại sao bây giờ các người mới muốn rời khỏi đây? Tần Lâm chau mày, khó hiểu hỏi. Bố tôi nói muốn rời khỏi trái đất phải lấy được nội hạch hành tinh, cũng chính là vật tổ tận thế mà các người nói đó. Nội hạch hành tinh là nhân tố quyết định chuyện chúng tôi có trở về tam tinh thể được không? Địch Luân Á nói. Vật tổ tận thế. Tần Lâm lẩm bẩm nói, nội hạch hành tinh, thứ đồ này là do bọn họ đem từ tam tinh thể tới, không phải là đồ ở trên trái đất. Xem ra vật tổ tận thế có liên quan mật thiết với nền văn minh Atlantis và nền văn minh Maya, nền văn minh tam tinh cũng có quan hệ phức tạp với bọn họ. Bây giờ sự việc ngày càng phức tạp, người tranh giành vật tổ tận thế chắc chắn không chỉ có nền văn minh Atlantis và nhân loại, mà nền văn minh tam tinh cũng muốn gia nhập, bây giờ chỉ thiếu mỗi nền văn minh Maya thôi. Tần Lâm vẫn chưa được tìm hiểu về nền văn minh này, nhưng anh tin ngày đó sẽ không xa đâu. Đúng vậy. Tôi đã lấy được ký ức của bố anh qua huyết dịch của ông ấy nên mới biết anh là con trai của ông ấy, anh sẽ mạng vật tổ tận thế đi tìm bố mình, cho nên tôi mới ở đây ôm cây đợi thỏ. Không ngờ anh lại đến nhanh như vậy. Trong lòng Địch Luân Á cảm thấy đau khổ, rõ là cô ta ôm cây đợi thỏ vậy mà không ngờ lại tự cho mình vào bẫy. Đưa tôi đi tìm bọn họ. Tần Lâm trầm giọng nói. Tôi cũng không biết bọn họ đi đâu, bọn họ đã đi một ngày rồi, không biết bây giờ đang ở nơi nào rồi. Địch Luân Á tỏ vẻ vô tội. Bây giờ còn không nói sự thật thì đừng trách tôi không khách khí, cô nghĩ chút mánh khóe của cô có thể qua mặt tôi sao? Nếu bố mẹ cô không để lại tọa độ cho cô thì sao cô có thể đi tìm bọn họ? Tần Lâm cười lạnh. Địch Luân Á đỏ mặt, cô ta không ngờ Tần Lâm lại thông minh như vậy, không thể lừa được anh ta. Bọn họ nói bước tiếp theo sẽ đến dãy núi Đại Hưng An ở Đông Bắc Hoa Hạ. Còn có quần đảo Samoy ở bờ Đông Hải Madagascar sẽ là nơi tụ họp của người Tam Tinh và chúng tôi. Địch Luân Á cắn răng nói. Đi thôi, cô dẫn tôi đi, đi với tôi cô chắc chắn sẽ cảm thấy an toàn. Tần Lâm cười nhạt nói. Địch Luân Á đỏ mặt, giận mà không dám nói gì, bây giờ người ta là con dao còn cô ta chỉ là con cá nằm trên thớt, cô vốn không thể phản kháng, một khi phản kháng sẽ không thể sống sót. Cô ta còn chưa được nhìn ngắm hành tinh mẹ tươi đẹp, đó cũng là nơi tốt đẹp nhất trên thế giới, cho nên cô ta không muốn chết, cô ta vẫn còn trẻ, cô ta mới sống có 16 thế kỷ mà thôi. Đương nhiên, nếu Tần Lâm nghe thấy được những lời này thì chắc anh sẽ thổ huyết mà chết mất, 16 thế kỷ, cô ta đã sống cả nửa sau thời kỳ phát triển nền văn minh nhân loại rồi đó. Địch Luân Á gật đầu, không còn cách nào khác, buộc phải cùng Tần Lâm rời khỏi nơi này. Đã không lấy được vật tổ tận thế thì chớ lại còn tự nhảy vào hố mình đào. Bây giờ tốt nhất là cô nên cầu nguyện bố mẹ cô chưa giết bố tôi, nếu không thì cô cũng sẽ không có chỗ chôn đâu. Tần Lâm nghiêm túc nói. Địch Luân Á quay người mở một cách cửa ở trong nơi tối om, hai người rời khỏi cung điện dưới lòng đất của Tam Tinh Đôi. Lúc Tần Lâm và Địch Luân Á ra khỏi đó, Tần Lâm nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Hồng Mai, sao em lại ở đây? Tần Lâm sững sờ, không ngờ Hồng Mai lại tìm đến tận đây, lúc đó vì quá lo lắng cho bố nên anh mới rời khỏi, còn chưa kịp nói lời từ biệt với cô. Anh vẫn còn giận em sao? Tại sao anh không từ mà biệt như vậy? Cô ta là ai? Khóe mắt Tạ Hồng Mai đỏ hoe.
Em nghĩ nhiều quá rồi, Hồng Mai, anh đi mà không nói lời từ biệt vì anh có chuyện gấp phải làm, anh định chào tạm biệt em nhưng tại anh vội quá, còn cô ta là người tam tinh đôi, tên Địch Luân Á. Tần Lâm cười khổ nói. Lúc này Tạ Hồng Mai mới dịu lại một chút, sắc mặt cũng giãn ra ít nhiều, nhưng điều mà cô không ngờ đến chính là người tam tinh đôi đây sao? Chẳng lẽ không phải loài người bọn họ à? Tạ Hồng Mai không hề nghi ngờ Tần Lâm, cô luôn tin vào những gì anh nói. Hơn nữa, nếu không nhờ vị tiền bối đó nói cho cô biết hướng đi của Tần Lâm thì cô cũng chẳng biết phải tìm anh ở đâu, có khi vẫn còn hiểu lầm Tần Lâm cũng nên. Cô ta thực sự là người tam tinh đôi à? Tạ Hồng Mai tỏ ra kinh ngạc. Đúng vậy, cô ta là người của nền văn minh tam tinh, không phải là nền văn minh nhân loại của chúng ta. Tam tinh đôi là nền văn minh tiền sử mà con người không biết đến. Hơn nữa tam tinh thể còn là nhà của bọn họ. Bọn họ không phải cư dân đầu tiên ở trái đất. Anh biết nói ra điều này em sẽ cảm thấy khó tin. Nhưng đây chính là sự thật. Chắc em cũng đã quá quen với người Atlantis rồi. Nền văn minh Atlantis cũng giống hệt của bọn họ vậy. Nhưng nền văn minh của bọn họ lại khác xa so với nền văn minh của chúng ta. Tần Lâm nói, nhớ quay lại đọc tiếp tại T sao Am Linh 2 sao 47, C sao Om nha. Cũng có thể nói nền văn minh tam tinh và nền văn minh nhân loại ở hai thái cực hoàn toàn đối lập. Vậy bây giờ hai người muốn đi đâu? Tại sao người này lại bị phát hiện ở Hoa Hạ? Tạ Hồng Mai vô cùng sửng sốt, cô đang phải tiêu hóa những lời Tần Lâm vừa nói, ít nhất lúc trước cô đã từng biết đến sự tồn tại của Atlantis. Vậy nên cũng không đến mức quá ngạc nhiên, nếu không thì cô sẽ sốc ngay tại chỗ mất. Đôi mắt của người tên Địch Luân Á này có màu hồng, quả thực không hề giống con người, hơn nữa thân hình cũng rất cao lớn, gần giống với Tần Lâm. Nói trắng ra, trong mắt Tạ Hồng Mai thì Địch Luân Á này chính là người ngoài hành tinh. Bọn họ vẫn luôn tồn tại ở tam tinh đôi, gần giống như những con chuột hang dưới lòng đất chưa bị phá hiện, nhưng đã có tận nghìn năm lịch sử. Nền văn minh tam tinh đã cùng tồn tại với nền văn minh nhân loại, nhưng lại nằm bên trong đó. Sau khi Tần Lâm nói xong, Tạ Hồng Mai càng không thể tin được, nhưng sự tồn tại là có lý. Mấy năm qua cô đã gặp không ít chuyện, với thân phận là thành viên đặc biệt của quốc gia, đương nhiên Tạ Hồng Mai không phải là người không có kiến thức. Bây giờ tụi anh định đi đến dãy núi Đại Hưng An ở Đông Bắc, ở đó có những người tam tinh khác đang ẩn náu, nhất định phải tìm được bọn họ, hơn nữa bố anh cũng đang gặp nguy hiểm. Anh phải đi cứu ông ấy. Tần Lâm nói với vẻ kiên định. Vậy được, em đi cùng anh. Tạ Hồng Mai nói. Thương Lộc nói cho em biết anh đang ở đây à? Tần Lâm nhíu mày, thật ra trong lòng anh cũng khá lo lắng, anh sợ Tạ Hồng Mai sẽ gặp nguy hiểm. Em không phải trẻ con, Tần Lâm, em đã là cao thủ tứ mạch rồi, hơn nữa em cũng đã gặp qua những tình huống đặc biệt nhiều hơn anh đừng có luôn xem em là một đứa trẻ chưa trưởng thành nữa. Em biết là anh muốn tốt cho em, muốn bảo vệ em, nhưng anh có biết em lo cho anh đến mức nào không? Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không làm hòn đá ngáng chân anh đâu. Tạ Hồng Mai cũng rất cố chấp, hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Tần Lâm cũng đành thở dài, anh đã lo lắng cho Tạ Hồng Mai thái quá rồi. Người ta cũng đâu phải kẻ vô công dỗi nghề, cô là đội trưởng của đội biệt kích phi hoàng đấy, không phải là vô danh đâu. Chị gái này trông trưởng thành và đoan trang ghê. Lại còn thích anh như vậy, xem ra chắc cũng sống hơn 30 thế kỷ rồi nhỉ. Địch Luân Á nói. 30 thế kỷ. Tạ Hồng Mai sửng sốt, cô đang nói cái quái gì vậy? Không có gì, em đừng quan tâm đến cô ta, người tam tinh sống rất lâu, bọn họ hoàn toàn khác so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Bọn họ sống lâu đến mức không khác gì trường sinh bất lão đâu. Tần Lâm không khỏi cảm thán, đây chính là ưu thế vô cùng lớn. Đối với người tam tinh mà nói thì bọn họ có thể sống đến cả 10.000 năm, nhưng nền văn minh nhân loại lại không có ai sống lâu đến vậy được. Tạ Hồng Mai nhìn sang Tần Lâm với vẻ không thể tin được, trong lòng cảm thấy đầy kinh hãi, nền văn minh tam tinh này đáng sợ đến mức nào chứ? Nền văn minh tam tinh là nền văn minh ngoài trái đất, hoàn toàn khác với nền văn minh loài người, rất có thể khoa học kỹ thuật của bọn họ còn vượt qua nền văn minh nhân loại. Nền văn minh nhân loại có tuổi đời khoảng 4-5.000 năm và trải qua hàng vạn năm, nhưng đó cũng chỉ là thời gian của một đời người tam tinh mà thôi. Đây là điều mà loài người không thể nào sánh kịp, ngay cả Tần Lâm cũng phải thừa nhận nền văn minh của bọn họ không thể bằng nền văn minh tam tinh được, trình độ công nghệ của bọn họ vượt xa so với loài người. Khả năng đi đến trái đất từ một hành tinh xa lạ đã chứng tỏ được công nghệ tiên tiến của bọn họ.
ít nhất thì nền văn minh nhân loại cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ nền văn minh ngoài trái đất nào, cho dù có phát hiện ra thì căn bản cũng không đến được hành tinh bên kia, đây chính là điểm đáng sợ nhất, người khác có thể thấy được ta nhưng ta lại không thấy được họ. Địch ở trong tối còn ta ở ngoài sáng, bạn không thể nào biết được có bao nhiêu cặp mắt trong bóng tối kia đang nhìn mình. Những người tam tinh đã ở lại trên trái đất mấy chục thế kỷ, bọn họ đã nhìn thấy rõ toàn bộ lịch sử của nền văn minh nhân loại, đây mới chính là điểm chí mạng. Sự va chạm giữa các nền văn minh không quan trọng ai đúng ai sai, bởi vì bọn họ đều có sứ mệnh của riêng mình. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T sao Am Linh 2 sao 47, C sao Om nha. Lòng Tạ Hồng Mai vẫn không sao bình tĩnh được, dù gì thì nền văn minh tam tinh hiện tại cũng là đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của nền văn minh loài người. Mặc dù nền văn minh Atlantis vẫn luôn là kẻ thù của bọn họ, nhưng ít nhất bọn họ cũng đã đấu tranh với nhau cả ngàn năm, nhưng so với nền văn minh nhân loại cũng chỉ là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Nhưng đối với nền văn minh tam tinh mà nói, tuổi thọ mấy chục kỷ nguyên xuyên suốt lịch sử loài người thì bọn họ đã gần giống như những vị thần rồi, không thể không đề phòng được. Nền văn minh tam tinh rốt cuộc đã ẩn nấu trên trái đất bao lâu chứ? Tất cả những thứ này đều vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Tóm lại, sự xuất hiện của nền văn minh tam tinh chính là mối đe dọa lớn nhất của bọn họ, Tạ Hồng Mai tin rằng Tần Lâm cũng biết điều này. Lần này chúng ta gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Tạ Hồng Mai nghiêm túc nhìn Tần Lâm. Vậy nên chúng ta phải đến dãy núi Đại Hưng An ngay bây giờ, bố anh đang ở đó, ngoài ra còn có hai người tam tinh thực lực kinh khủng khác nữa, chúng ta phải tăng tốc lên, nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường. Người tam tinh không có chỉ có một vài mà còn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa bọn họ toàn là những hóa thạch sống, bọn họ đã hiểu rất rõ về nền văn minh nhân loại. Tần Lâm nói với vẻ nghiêm nghị. Được. Tạ Hồng Mai biết bây giờ cô phải cùng tiến cùng lùi với Tần Lâm, từ khi rời khỏi nhà họ Tạ để đuổi theo đến đây thì cô đã hoàn toàn mặc kệ sống chết, huống chi bây giờ còn là vì quốc gia, vì sự cố chấp trong lòng, cô sẽ... Hai người trung niên cao lớn với đôi mắt hồng nhìn chằm chằm vào người đàn ông cách đó không xa với vẻ mặt u ám. Bọn họ có thân hình cường tráng, một nam một nữ, cao khoảng 2m5-2m6, sát khí đằng đằng, bọn họ hận không thể xé xác người đàn ông trước mặt ra thành nghìn mảnh. Máu của bọn họ có màu hồng, chảy loang lổ rất nhiều chiếc áo, cả hai liên tục thở gấp, có vẻ như rất đau, nhưng bọn họ không hề có ý định dừng lại. Tuy người đàn ông ở phía xa chỉ cao hơn 1,8 mét, nhìn thân hình thì cũng chẳng có chút ưu thế nào, nhưng hai người trung niên cao lớn kia vẫn không dám xem thường. Tần Trì, con chó nhà mày đã đuổi theo bọn tao 4 ngày 4 đêm rồi, mày còn muốn gì nữa đây? Chẳng lẽ mày muốn đuổi cùng giết tận bọn tao sao? Người đàn ông trung niên giống lên, trợn to hai mắt, không chỉ có mỗi hắn, mà ngay cả Tần Trì gầy yếu kia cũng trông vô cùng mệt mỏi, nhưng ông ta vẫn không hề nới lỏng cảnh giác. 4 ngày 4 đêm không chợp mắt, đối với Tần Trì mà nói đã đạt đến mức cực hạn rồi, nhưng với Kha Lâm Tư Lạc thì cũng không quá khó chịu, chỉ là bọn họ đã bị Tần Trì đánh ép quá mức mà thôi. Thực lực của Tần Trì này như một phát chí mạng áp chế bọn họ, nếu như không phải có sức chịu đựng và khả năng khôi phục dị thường thì có lẽ cả hai đã ngã xuống từ lâu rồi. Một con người nhỏ bé mà lại có thể đuổi theo bọn họ 4 ngày 4 đêm đến tận dãy núi Đại Hưng An. Đây đúng là một sự sỉ nhục với người tam tinh bọn họ. Đương nhiên đây cũng là kế bị động của Kha Lâm Tư Lặc, Hỏa Thủy Đông dẫn sao, chỉ có như vậy thì bọn họ mới có cơ hội. Sao Hỏa Thủy Đông dẫn, một thủ đoạn không làm mình thiệt hại mà làm cho người khác bị thiệt hại. Huống chi lần này bọn họ đã ra khỏi tam tinh đôi, coi như là để kiếm bạn đồng hành. Tao không giết bọn mày thì bọn mày cũng sẽ giết tao thôi, chẳng lẽ tao lại ngồi yên chờ chết à? Tần Trì nhếch miệng nói. 20 năm trước mày đã cắn bọn tao không chịu buông, không ngờ đến hôm nay mày vẫn không tha cho bọn tao, tên khốn nhà mày, tao sẽ giết mày cho bằng được. Kha Lâm Tư Lạc vô cùng phẫn nộ, ân oán giữa bọn họ không phải ngày một ngày hai, lần này Tần Trì xuất hiện đã làm loạn hết tất cả suy nghĩ của ông ta, mọi chuyện ông ta vốn định trước đã bị ông làm cho đảo lộn. Kha Lâm, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Nếu không thì hắn sẽ không chịu nổi qua đêm nay đâu. Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử bên cạnh nheo mắt lại, 20 năm bọn họ đã chiến đấu với Tần Trì trước để giành lấy vật tổ tận thế, sau đó lại bị chém cho một nhát, cho nên bọn họ không thể lấy được vật tổ tận thế. Bây giờ Tần Trì lại xuất hiện, nhưng ông vẫn là thứ ngáng đường bọn họ,
điều này làm cho Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử vô cùng tức tối. Phật Tổ tận thế là điểm mấu chốt để bọn họ rời khỏi trái đất, vậy nên cho dù có chết thì bọn họ vẫn muốn có được nó. Thất bại của năm đó chính là một sự sỉ nhục to lớn người Tam Tinh bọn họ, nhưng giờ đây lại là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Sức sống của bọn họ cực kỳ ngoan cường, hơn nữa còn có hệ thống tự phục hồi cơ thể rất mạnh, nếu không thì họ đã không sống qua được hàng chục thế kỷ như vậy rồi. Trận chiến giữa Tần Trì và bọn họ vẫn luôn là cái gai trong mắt Kha Lâm Tư Lạc, ông ta là một trong những võ sĩ mạnh nhất của Tam Tinh Thể, vậy mà không thể đánh lại con người này, sức mạnh cơ thể con người không thể nào so với Kha Lâm Tư Lạc được, nhưng ẩn trong thân hình mỏng manh này lại là một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hầu như một tháng bọn họ chỉ nghỉ ngơi một lần nghỉ nửa tháng, nhưng con người cần phải nghỉ ngơi mỗi ngày, nhưng ông đã 4 đêm không chợp mắt để đuổi theo bọn họ đến đây, ngay cả Kha Lâm Tư Lạc cũng cảm thấy đau đầu, nhưng Tần Trì vẫn không có chút ý định muốn thả lòng. Tên này giống hệt như keo dính chó vậy, cho dù có gỡ cỡ nào cũng không ra được. Vậy càng tốt, tao cầu còn không được nữa kia, chạy cái gì chứ? Thắng làm vua thua làm giặc. Thắng được tao thì mày có thể đi đâu mày muốn rồi. Sắc mặt Tần Trì liền trở nên nghiêm túc. Trong lòng Tần Trì cũng hết sức đề phòng, cho đến nay bọn họ vẫn luôn vừa đánh vừa lui, gần như đã băng sông vượt núi mà vẫn không thể giết được bọn họ, đương nhiên Tần Trì cũng không khỏi cảm thấy bực dọc. Khả năng tự phục hồi của người Tam Tinh đương nhiên hơn con người rất nhiều, cứ thử tưởng tượng người ta mỗi tháng nghỉ ngơi một lần, còn bạn thì mỗi ngày đều phải nghỉ ngơi. Người ta sống cả mấy chục nghìn năm còn bạn chỉ sống được mỗi vài chục năm, vậy có thể giống nhau được sao? Tần Trì khó khăn lắm mới có thể một mình đấu với hai người Tam Tinh. 20 năm trước bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng hơn 20 năm trước Tần Trì lại không ngờ bọn họ lại chính là người Tam Tinh. Trong trận chiến năm đó, bọn họ đã chiến đấu cùng với người Atlantis, vậy nên Tần Trì mới hiểu lầm bọn họ là người Atlantis. Cho đến bây giờ, cuối cùng ông cũng biết bọn họ là người từ Tam Tinh Thể, thuộc nền văn minh Tam Tinh, đó là một nền văn minh mà nhân loại không thể nào tưởng tượng ra được. Mày cho rằng tao không dám sao? Tần Trì, đừng tự cho mình là đúng nữa, cho dù có kéo dài thì mày cũng sẽ chết, sức chịu đựng và khả năng phục hồi của con người căn bản không thể so với người Tam Tinh bọn tao được. Bọn mày chính là sản phẩm của nền văn minh rác rưởi, một dân tộc nhỏ bé với nền văn minh mấy nghìn năm mà cũng đòi tự xưng là nền văn minh sao? Theo tao thấy thì cũng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, bọn bây đều là kiến cỏ cả. Kha Lâm Tư Lạc nói với vẻ khinh thường. Vậy sao, thế tại sao bọn mày lại phải chạy trốn dưới tay đám rác rưởi bọn tao, 20 năm trước đã thế thì 20 năm sau cũng vậy, chỉ trừ việc sống dai thì cũng chỉ như mấy con rùa rụt cổ thôi, tao thật sự cũng chưa được nhìn thấy sự lợi hại của nền văn minh bọn mày đâu, ít nhất là trông như hiện tại à. Tần Trì cười mỉm nói. Ngoài việc đánh trống thổi kèn thì mày có ngon mà đánh với tao này. Mày là cái thá gì chứ? Nền văn minh Tam Tinh rất hùng mạnh, nhưng bọn mày còn đang thở hổn hển kia kìa, có quyền gì mà lên mặt với tao đây? Bọn mày rất mạnh, nhưng tại sao vẫn luôn giống rùa rụt cổ vậy? Tại sao lại cứ ở dưới lòng đất, không dám xuất hiện ư? Chẳng lẽ đây là thứ tự tin mà bọn mày nói sao? Sắc mặt Kha Lâm Tư Lạc xa sầm xuống, nhưng vẫn vô cùng kiên cường. Bởi vì những gì Tần Trì nói đều là thật, hiện tại bọn họ vẫn không dám chơi cứng cựa với nền văn minh nhân loại, thậm chí ngay cả Tần Trì bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì chống đỡ. Rác chính là rác, bọn mày đang sợ bị nền văn minh loài người chúng ta giết chết chứ gì, vậy nên mới không dám ló đầu ra, cho dù bọn mày có là một nền văn minh, mồ côi, như Atlantis thì cũng chỉ có thể thu mình dưới đáy sâu của đại dương mà thôi, bọn mày biết rằng khi ra ngoài sẽ bị giết. Vậy nên phải hết sức thận trọng vì sợ con người giận dữ. Nhưng cho dù bọn mày có chút bản lĩnh để sống dưới chân bọn tao nhiều năm qua thì cũng sốc đấy, chỉ tiếc là mày đã gặp phải tao, từ nay về sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa đâu. Ánh mắt Tần Trì sắc như dao, lạnh lùng như băng. Nền văn minh Tam Tinh của bọn mày thậm chí còn tồi tệ hơn nền văn minh Atlantis, bọn mày tự cho rằng bản thân mình là đúng và muốn vượt lên nền văn minh nhân loại. Atlantis là sản phẩm của nền văn minh trước kỷ nguyên mặt trời thứ tư, nền văn minh Atlantis cũng là một nhánh của nền văn minh trên trái đất bọn tao, còn bọn mày là loại ngoại xâm, lại dám ở đây huênh hoang không biết xấu hổ sao. Kha, cho dù có chết thì tao cũng sẽ không bao giờ nhận thua, nền văn minh nhân loại của bọn mày sớm muộn gì cũng trở thành nô lệ cho nền văn minh Tam Tinh của bọn tao.
Kha Lâm Tư Lạc nói với vẻ đầy tự tin. Bởi vì bọn mày quá yếu, toàn bộ nền văn minh lịch sử của bọn mày không thể so với tụi tao được, chỉ một thế hệ của bọn tao cũng đủ để đè bẹp nền văn minh lịch sử 10.000 năm của tụi mày, kẻ yếu đuối như bọn mày chỉ đáng làm nô lệ cho cả vũ trụ mà thôi, bọn mày chính là sự tồn tại cấp thấp, thậm chí còn không thể đi ra khỏi hành tinh quê hương của mình kia mà, mày còn có tư cách để nói về sự thống trị nữa sao? Nền văn minh của loài người được định sẵn sẽ suy tàn. Cho dù không có nền văn minh tam tinh của bọn tao thì vẫn sẽ có những nền văn minh khác tàn phá trái đất. Nền văn minh tam tinh của bọn tao đã rất nhân từ. Chỉ cần con người có thể tự nguyện nghe theo bọn tao thì bọn tao sẽ không phá hủy hệ sinh thái nguyên thủy của các người. Nhưng nếu bọn mày không biết điều thì mày không hề biết mình nhỏ bé đến mức nào đâu. Không biết tự lượng sức mình, trời đất và vũ trụ rộng lớn đến nỗi bọn mày không thể nhìn thấy hết được đâu. Vẻ kiêu ngạo và kiến thức của Kha Lâm Tư Lạc là thứ mà Tần Trì không có được. Ông ta sớm đã rời khỏi hành tinh quê hương mới có thể đến được đây, và ở trên trái đất này, bọn họ chính là những vị thần có thật. Kha Lâm Tư Lạc luôn tin chắc mình sẽ có thể thống trị trái đất và thuộc địa hóa trái đất. Ông ta đã ở đây 30-40 thế kỷ rồi, sớm đã hiểu rõ sự phát triển của nền văn minh nhân loại, làm sao lại để cho một tên Tần Trì nhỏ bé có thể kiểm soát tham vọng của mình chứ? Mày thật sự tự coi trọng bản thân quá rồi đó. Mày cho rằng mày có khả năng thống trị nền văn minh địa cầu sao? Tần Trì bật cười khanh khách, rõ là Kha Lâm Tư Lạc vẫn hết sức ngây thơ. Nền văn minh của mày rất mạnh, nhưng mày lại không có khả năng đấy ngay lúc này, đừng bao giờ đánh giá thấp sự gắn kết của nền văn minh nhân loại bọn tao, dù cho một mình tao không thể ngăn cản bọn mày thì sẽ có hàng nghìn người khác làm điều đó, không có bất kỳ nền văn minh phát triển nào đáng khen ngợi cả. Còn mày chỉ muốn thống trị nền văn minh và muốn vượt qua nền văn minh nhân loại bọn tao, ngay từ đầu mày đã thua rồi. Tao không biết nền văn minh tam tinh đáng sợ như thế nào, nhưng trên trái đất này, đối với Tần Trì tao mà nói thì mày đừng có mơ đến việc muốn thay đổi thế giới. Cho dù tao có chết cũng sẽ ngăn mày lại. Không thể nghi ngờ gì về sức mạnh của nền văn minh tam tinh thể, cho dù Tần Trì không thừa nhận thì cũng không còn cách nào khác, bọn họ quả nhiên có ưu thế đó. Nhưng cho dù đã tồn tại trên trái đất mấy chục thế kỷ, nhưng những người tam tinh này lại không hiểu được sức mạnh của nền văn minh loài người, bọn họ chỉ luôn nghĩ về việc nô dịch hóa nền văn minh của trái đất. Vũ trụ bao la, năm tháng dài đằng đẵng, trong lòng Tần Trì luôn lấy thiên hạ làm trọng trách của mình, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc tung hoành thiên hạ, bởi vì ông biết trách nhiệm của mình và phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Năng lực càng mạnh thì trách nhiệm càng lớn, ông không phải là số một thế giới. Nhưng sự tồn tại của ông đã làm cho nền văn minh tam tinh phải khiếp sợ. Phải tiêu diệt nền văn minh tam tinh, nhất định phải làm được. Bởi vì bọn họ quá nguy hiểm đối với nền văn minh nhân loại, loại nguy hiểm này ngay cả Tần Trì cũng khó mà đoán trước được. Một tia lửa có thể đốt cháy cả thảo nguyên. Ông không biết nền văn minh của tam tinh hùng mạnh đến mức nào, vậy nên ông phải giết chết mối nguy hiểm từ trong nôi, sự va xung đột giữa các nền văn minh không cho phép bất cứ ai đường lui. Không có đúng hay sai, nhưng ít nhất trong mắt của nền văn minh nhân loại thì Tần Trì đã đúng. Người tam tinh chỉ nghĩ đến chế độ nô lệ, bọn họ đã thay đổi hoàn toàn ý định ban đầu của nền văn minh nhân loại đối với họ, chính là vốn muốn sống trong hòa bình, bọn họ sẽ cùng nhân loại tiến bộ, nhưng kết quả lại khiến cho người ta kinh ngạc, hai bên đánh nhau thì sẽ có một bên bị thương, bây giờ người tam tinh đã đối mặt với nền văn minh loài người, bọn họ sớm đã mất đi khả năng cạnh tranh của mình. Nhưng hôm nay, để đề phòng bọn họ lợi dụng thời cơ để nổi dậy, Tần Trì nhất định phải đánh bọn họ đến cùng. Không có đúng hay sai, chỉ có sự sống và cái chết. Kha Lâm Tư Lạc lơ đễnh nói, bởi vì chỉ có ông ta mới có thể trở thành chúa tể của trái đất. Cũng chưa chắc, cho dù không thì cũng phải thử mới biết được, nếu không, tao sống nhiều năm như vậy chẳng phải lãng phí sao. Ha ha ha, xem ra mày thật sự muốn chết. Tần Trì cười khẩy nói. Lúc này hai bên kiên quyết đối đầu với nhau, cũng chẳng còn đường lui nữa. Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử khinh thường nói, hai người họ hiển nhiên rất tự tin. Mày đừng vui mừng quá sớm, còn chưa biết chắc ai chết ai sống đâu. Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử mỉm cười, trong mắt bà ta, nền văn minh nhân loại chẳng là cái thá gì. Loài người bọn mày mà muốn sống mãi mãi, muốn thăng cấp trở thành nền văn minh cấp cao thì phải trở thành nô lệ của bọn tao, tiếc rằng. Bọn mày không biết tình cảnh của chính mình, tao chỉ có thể giết chết hết bọn mày, sau đó bọn mày mới có thể giác ngộ. 6-7 tỷ người chỉ còn lại một nửa, bởi vì tài nguyên trên trái đất của bọn mày càng ngày càng khan hiếm, muốn sống lâu,
muốn nền văn minh ngày càng tiến bộ thì chỉ có trở thành nô lệ của bọn tao thôi, đây là kết cục duy nhất của bọn mày. Mắt Tần Chỉ sáng lên, sắc bén vô cùng, ông áp sát Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử, khiến bọn chúng phải lùi lại. Nhiều lời vô nghĩa, 20 năm trước, tao có thể đánh bọn mày phải rút lui, hôm nay tao cũng có thể đánh bọn mày chết không có chỗ chôn thây. Nền văn minh tam tinh, lần này tao sẽ không nương tay đâu. Sự thiếu hiểu biết về nền văn minh tam tinh thực sự đáng sợ với con người, ít nhất hiện nay khoa học kỹ thuật của nền văn minh nhân loại không thể nào vượt qua bọn họ được. Nếu không con người cũng sẽ không bị phi thuyền vũ trụ của nền văn minh tam tinh xâm lược, còn người trái đất chẳng mảy may không biết gì, chuyện này đã từ 3-4 nghìn năm về trước, Tần Chỉ không ngờ được, thực lực của họ lại mạnh đến vậy. Một khi bọn họ mà xâm lược trái đất với quy mô lớn thì trái đất sẽ gặp nạn. Vậy nên bây giờ ông nhất định phải giết người tam tinh, như vậy mới có thể giảm thiểu nguy hiểm, mục đích của người tam tinh rất rõ ràng, vậy nên Tần Chỉ chỉ có thể giết mọi thứ cản trở ngay trước mắt, không để bọn họ thống trị người trái đất. Trên người Tần Chỉ bắt đầu xuất hiện mấy vết thương, dẫu sao liên tục truy đuổi hai người tam tinh mấy ngày mấy đêm, dù có mạnh, có khả năng chịu đựng tốt đến đâu thì sức mạnh cũng bị giảm nên Tần Chỉ mới định tốc chiến tốc thắng. Mặc dù khả năng chịu đựng của người tam tinh vị thành niên như Địch Luân Á kém xa Tần Lâm, có điều đó là vì cô ta chưa trưởng thành, khả năng tự chữa lành chưa hoàn thiện như Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử, khả năng hồi phục mạnh như vậy là lý do khiến người tam tinh có thể sống lâu đến vậy. Khả năng tự chữa lành mới là thứ đáng sợ nhất. Trận chiến năm đó có vô vàn thế lực tham gia, kết cục hết sức bi thảm, cuối cùng Tần Chỉ lấy được vật tổ tận thế, Kha Lâm Tư Lạc, Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử và người của Atlantis may mắn chạy thoát, khiến cho Tần Chỉ vô cùng buồn bực. Nhưng năm đó ông đã lấy được vật tổ tận thế, cũng đã thoát khỏi sự đe dọa về tính mạng, không giết chết được bọn họ cũng là ý trời. Nhưng hôm nay, Tần Chỉ lại rời núi, ông chắc chắn sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội sống nào. Mâu thuẫn giữa những nền văn minh, ông phải bảo vệ thế giới này. Tần Chỉ chết đi. Kha Lâm Tư Lạc xông về trước, hai người nháy mắt giao chiến. Nắm đấm mạnh mẽ, không ngừng đấm vào một chỗ, trọng quyền được đánh ra như gió rít sầm rền. Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử cũng theo sát phía sau, không hề khách khí mà xông về phía trước, muốn cùng Tần Chỉ quyết tử một trận. Hai người liên thủ khó khăn lắm mới đánh được với Tần Chỉ, hai bên bất phân thắng bại, cho dù là Tần Chỉ muốn giết được bọn họ cũng gặp nhiều khó khăn, dù giết được cũng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, Tần Chỉ nhất định phải cho bọn họ một đòn, vượt mất cơ hội này. Không biết phải đợi đến lúc nào nữa. Lúc này Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử nhìn nhau, vừa đánh vừa lùi, bắt đầu chơi chiến thuật lúc trước. Đừng hòng chạy. Tần Chỉ nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc, hai tên này trông có vẻ hung hãn nhưng không dám đối cứng với ông, đánh được ba chiêu liền lùi vài bước. Ha 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 ha, Tần Chỉ, mày trúng bẫy rồi, hai người chúng tao không giết được mày, nhưng bốn người tam tinh là đủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.